Câu hỏi đầu tiên của vị Lê Thị Hải Âu: những vật vô tri như đất đá có sự sống hay không? Gì? Nói cho rõ. Những vật vô tri như đất đá có sự sống hay không? Nó có sự sống. Tất cả cái gì nó thứ mà trừ trường hợp mà nó chết á, cái vật nào cục đá nó cũng có sự sống, nhưng mà nếu nào đá chết thì nó không có sự sống. Cái cây cũng vậy, cây nó có sự sống, nhưng mà khi mà nó chết á, con người mình ai có sự sống, nhưng mà mình chết mất sự sống. Và cây cối nó cũng vậy. Giờ con hỏi câu thứ hai. Dạ, câu hỏi kế tiếp: nhân quả tới mà mình không nhận thì nhân quả đó có mất hay không? Nhân quả tới làm sao mình không nhận? Có nghĩa là mình nhận mình buồn hoặc là nhận mình vui, chứ làm sao phải nhận. Cái nhân quả này là cái gì đưa lại cho mình, là vị thần quản lý tánh Phật của mình bắt buộc mình phải nhận. Nếu khi mình hiểu thiền tông rồi mình vui vẻ mình nhận, không hiểu thiền tông mình buồn mình nhận cũng nhận. Bắt buộc trên trái đất này không cách nào mà thoát được cái quy luật này. Đừng có tưởng là không nhận là sao không nhận. Có nghĩa là mình né cái nào cũng, khi mà nó đã đến vị thần mà thực thi nhân quả rồi, bắt buộc mình phải nhận, không cách nào né được hết. Vì thế đất này là thế đất vật lý mà. Giống như mưa thì phải rớt nước chứ mà nó chạy đâu giờ. Mưa rớt hoặc là mình muốn đỡ nó thì gì? Mình biết mình lấy cái nón mình đỡ thì nó không có bị ướt. Còn không ấy thì nó ướt có vậy thôi, chứ làm sao mà không nhận. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là: tâm thức mình khi bỏ thân này nó có sự buồn ngủ để quên đi sự tỉnh giác, để biết theo hoa tiêu hay không? Khi mà cơ thể mình bắt đầu mà tan rã thì nó rối loạn, cái điện từ nó bắt đầu nó yếu, thành ra con người ta kéo nó ngủ. Còn cái chuyện hoa tiêu á, mà mình nên nhớ là một người mà đã có công đức rồi, nó rất sáng, nó không có cái chuyện mấy đâu, nó không có cái chuyện mà tối đâu, tối tập. Trừ trường hợp mấy người mà bị làm cái loại này loại kia đó. Thứ nhất mình tu mình không biết cái này, rồi mình tưởng đó mình tu lâu quá là mình thành này thành kia, từ đó mình mới chết. Từ đó đã nhân quả mình không chấp nhận mà mình còn đi trên nhân quả nữa, thì những người này tại sao họ làm những cái đó? Lại tại vì họ sử dụng cái tưởng nhiều quá đi. Trái đất này họ tưởng là họ tu lâu năm á thì họ thành cái này thành cái kia, thành giải thoát, không có. Thì ta không hiểu. Tiếp tục ở trái đất này tu là thành hết, mà thành ở trái đất này hoặc là thành ở cõi nào cũng trăm giới thôi, không thoát ra được cái quy luật này. Còn sở dĩ người ta không, ta chấp, ta tu, ta chấp rồi cũng nói còn chồng thêm cái chấp nữa, thì cái nhân quả rất nặng. Phải để ý cái phần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở Phật giới, các vị Phật ngoài việc rước các tánh Phật trở về Phật giới thì còn nhiệm vụ gì khác nữa hay không? Okay. Các vị Phật ở Phật giới ngoài việc rước các tánh Phật trở về Phật giới thì còn cái nhiệm vụ gì khác nữa không? Bây giờ đó, không phải ông Phật mà ở cái thế giới này cứu mình về không đâu. Một vị Phật, nếu mà cái thiền tông mà được công bố ra chỗ nào thì mấy ông tụ lại, ông tìm cái người nào mà ngày xưa ông đưa vô, nếu có thì ông ấy cũng ấy ông đi tìm ở chỗ khác, ông tìm ở trong tam thiên đệ thiên thế giới đó, tìm biết cái hành tinh khác. Nhiệm vụ của một vị Phật là chỉ đi giúp tánh Phật trở về quê cũ thôi, có một nhiệm vụ vậy thôi, không có nhiệm vụ thứ hai. Nhưng mà cái tiền khởi đầu á thì ông cũng có thể là khi mà quyền ký của Đức Phật công bố ra thì tất cả vị Phật đều tụ hội lại để mà xem nha. Vì thế mà những người nào mà được một vị Phật mà tới hướng dẫn rồi đó, nó có những cái hiện tượng rất lạ, nhưng mà cái này không tiện nói ra đây.
đó, mình phải hiểu tất cả những người mà có. Nhưng mà cái hiện tượng này nè, mình phải chú ý cái chỗ này nè. Hiện tượng chân thật khác hiện tượng của loài thánh khác. Nhớ rồi, lưu ý cái hàng thánh. Phật làm hiện tượng khác mà loại thánh làm hiện tượng khác. Nên nhớ rằng hiện tượng Phật thì rất từ bi, hiện tượng thánh hung dữ. Để ý cái chỗ này là biết ông nào bà nào rồi. Rồi con hỏi tiếp. Tại sao Phật là chùm khắp mà còn chừa lại tam giới? Tức là ngoài tức là tại sao Phật là chùm khắp mà lại chừa ra tam giới? Cái gì chùm khắp? Tức là Phật thì chùm khắp mà sao cứ cái tam giới thì lại chừa ra? Phật có nghĩa là nhìn thấy được chùm khắp, thấy cái tam giới. Cái tam giới là cái quy lực của nó, vẫn thấy trong tam giới. Nhưng mà nếu mà Phật vô đây cũng bị như thường, chứ không có khác. Nghĩa là Phật là trùm khắp mọi nơi, có nghĩa là cái tánh thấy nó trùm khắp vậy thôi, chứ đâu phải mà. Thì trùm khắp trong cái càn khôn vũ trụ này thì ổng mới nhìn thấy được tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, thế giới, chứ đâu phải ổng làm được cái gì đâu. Có nghĩa là ổng nhìn thấy cái đó, cái nơi dùng đó là cái dùng quy luật nhân quả luân hồi của một tam giới thì ổng biết vậy thôi. Ông biết, ông giống như mình ở đây, mình thấy đống lửa, mình thấy bao nhiêu đống lửa mình biết hết. Nhưng mà mình đâu có dám vô đụng tay vô lửa đâu. Đụng tay vô lửa nó đốt mình. Thì ông Phật cũng vậy, biết cái quy luật đó thôi. Rồi vô đây rồi tìm cách để giúp người ta trở về thôi. Chứ Phật không có nhiệm vụ gì khác. Mà tại vì tánh Phật vô đây nhiều quá, mỗi một trái đất, một tam giới vô nhiều thì ông có bổn phận, không phải nói bằng sự thật để cho cái này đi ra. Chứ nếu mà một vị Phật không nói thì hoàn toàn không ai biết. Vì thế mà không ai giải thích giác ngộ và giải thoát. Mà chỉ có Thiền Tông mới dám hai danh từ này nói ra thôi. Còn tất cả các nơi khác hoàn toàn không nhắc đến giác ngộ. Chứ đừng có nói chi giải thoát. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi gì? Dạ, vị Nguyễn Thị Tuyết ở Nghệ An có hỏi hai câu như sau. Câu hỏi thứ nhất: khi người tu Thiền Tông có công đức ít, phước đức, ác đức nhiều, người đó phải áp dụng nhất tự thiền. Vậy khi sau khi mất thân, ngủ thức dậy, chung ấm thân, có hô to một tiếng buông nữa hay không? Ác đức, phước đức nhiều, công đức ít. Mình coi cái lượng, cái công đức mà nhiều ít. Mới vừa bước ra, đi qua cái sự sống khác, ít quá ông thần ông thổi vô đen thui liền, làm sao bâu được, không có thoát được cái này đó. Bởi vì trừ trường hợp là cái công đức nó gần nó tương đương á thì mình mới sử dụng cái này được. Mà khi mà đã thức dậy rồi mà thấy cái mình bị bâu, đừng có sử dụng cái này, không ăn thua gì đâu. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, có nghĩa là ba phần ác đức, phước đức và công đức nó bằng nhau thì cái sử dụng nhất tự thiền được. Chứ còn nếu mà phước đức và công đức ngang nhau thì ông Phật mới nể, mới hỏi mình. Còn mà có ác đức vô rồi, đây là chia ba đó. Mình tùy theo cái khả năng của mình. Mình coi chừng mới vừa ấy ra thì ông làm cho mình đen luôn rồi, khỏi la luôn. Lúc đó mình còn nhớ đâu, còn nhớ đâu là phải hiểu cái thế giới này nó ba cái. Một là cho nhiều thần không nắm mình được, hai nắm được nhưng mà không nể, rồi bây giờ muốn về muốn đi hướng nữa. Còn ba cái kia nó phải song nhau, bằng nhau. Còn nếu thấp quá tôi đừng có la, hỏi mà hỏi nhớ đâu la. Giờ hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ hai: không độ được người thì phải độ vật bằng cách giết vật bố thí để họ được quay lại làm người, có được hay không? Cái gì? Tức là độ người không được thì độ vật. Tức là bằng cách là giết con vật. Thôi. Chuyện quy luật vật lý đừng có làm cái chuyện đó. Mà giết nó, độ nó. Giống như mấy ông bà ở đây kia làm cắt cổ gà rồi niệm Phật. Không được. Cái đó rồi còn gieo có nhân quả. Thế giới này cũng khó làm cái chuyện đó được. Nhưng mà tại vì mấy cái người này ta tưởng tượng ra ta làm thôi. Giờ có ai dám không? Thấy ông nghèo quá đó, ông đi ăn xin nên là tôi đâm ông chết, tôi cầu nguyện cho ông lên làm người, dám không?
luật pháp đâu có cho cái này. Mình phải hiểu cái thế giới này, cái thế giới vật lý, cái gì phải có đúng thuận lý cái đó. Tùy lên cái nhân quả nó có đúng cái quy tắc đó, chứ không phải giống như luật pháp nó cũng có cái quy tắc đó. Chứ không phải làm cái chuyện đừng có này hỏi nó hơi tưởng tượng nhiều quá. Rồi á, em hỏi tiếp đi. Một vị giấu tên có hỏi các câu hỏi như sau: xin thầy giải thích cho chúng con biết thiên nhãn minh, thiên nhãn thông là như thế nào ạ? Thiên nhãn minh mà cái này á, ai sử dụng được cái? Bây giờ muốn là muốn thấy cái thiên nhãn là muốn thấy cái gì? Muốn thấy quả trời hay thấy quả vô hình ở trái đất này? Thì mình phải nắm được cái quy luật của nó mà tụ hội cái. Ví dụ mình muốn lấy thấy cái quả trời thượng đế đi, thì mới gom được cái điện từ, năm màu sắc của điện từ của cõi trời ngọc đế đó, đem xuống đây tập hợp lại, gọi là trung tâm, kêu cái điểm của mình người ta gọi là cái mắt thứ ba đó, thì nó tụ hội lại thì tự nhiên mình thấy cái cõi đó. Giống như thế gian này, mấy cái người mà bây giờ khoa học nó phát minh rồi đó, mấy cái người không đi đường nhưng mà họ đeo cái mắt kiến mà điện tử bây giờ họ thấy, nhưng mà họ không phải thấy toàn diện, là họ thấy cái chỗ nào mà họ muốn, cái tư tưởng họ muốn thì thấy chỗ đó. Thì bây giờ khoa học mới vừa phát minh đây thôi, bây giờ nó đang phổ biến trên mạng nhiều. Giống như mình đi, muốn thấy cái cõi nào thì mình phải có cái năng lực lấy cái điện từ tại chỗ đó trang bị cho mình. Giống như mình muốn thấy cái gì thì phải đeo cái mắt kiến đó, cái loại đó mình mới thấy. Thì bây giờ á, khoa học nó chứng minh rằng mình muốn thấy cái cõi mà không thấy cái gì thì đeo mắt kiến gì, điện tử, phân giải điện tử tất cao nó thấy được cái cõi. Cái nhỏ nhất là vi trần hoặc là điện tử, mình đeo cái này ra mình thấy cái làn điện nó bay đi, gọi là làn sóng điện nhắc, nó đi đi. Thì thiền tông nó cũng làm cái dạng này, nhưng mà bây giờ chưa có phát minh được thành là không dám nói. Thì bây giờ á, mình ở đây thì không có kiến hiển vi điện tử, chứ các nước tiên tiến người ta có, ta đeo cái kiến hiển vi điện tử, ta thấy được cái những gì mà nhỏ nhất và thấy được cái làn sóng điện nó đi luôn đó. Mình phải hiểu cái này, chứ còn mà mình thiên nhãn thì nó nhỏ thôi, nhưng mà mình phải biết cái cách quy tụ. Cũng như là vật chất này, mình cái kiến đó mình làm bằng gì cũng bằng vật chất thôi, nhưng mà ta phân giải, ta tìm được cái công thức để nhìn xuyên qua cái vật chất này thì mới thấy được đó. Chứ không phải là mình ở đây cái này phải có cái năng lực này. Vì thế mà một vị Phật toàn năng toàn giác, toàn năng là làm được cái này. Giống như một kỹ sư mà muốn tốt nghiệp rõ ràng rồi á, thì mới có cái năng lực này chế tạo cái gì đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của đó, chứ không phải muốn thiên nhãn lúc nào lấy. Nhưng mà trong cái đất này, trong có 37 pháp quán của tiểu thừa, nó cũng có pháp quán âm á, hạ cái tần số của mình xuống với cái tần âm của cái cõi này, nhìn thấy. Vì thế mà có nhiều cái gì á, nhìn thấy cái cõi âm là do cái tần số người ta hạ xuống. Rồi không hỏi tiếp đi. Lậu tận minh và lậu tận thông khác nhau, có khác nhau không ạ? Gì? Lậu tận minh, lậu tận thông. Chữ lậu là nhìn thấu suốt, tận là sau cùng. Cái sáng, cái thông, thông là gì? Cái sáng là mình thấy được cái ánh sáng. Cái thông là mình thông suốt những cái gì, ví dụ cái vật thể đó. Tại sao là mấy nhà mà tụi nhà vật lý đó, nó nhìn thấy được cái cây này nè, nó phân biệt cái cây này là cái chất gì, trị bệnh được cái gì luôn, là cái này, cái nhà vật lý nó làm được cái này. Mà ngày xưa đó thì bên Trung Hoa nó có ông Khổ Đà,
ổng ngủ rồi, ổng có con mắt này ổng nhìn được. Thành ra đặt ổng tên là Hoa Đà, là cái ông thầy thuốc giỏi. Mình thấy cái cây mình không hiểu, nhưng mà ổng nhìn thấy cái cây nó trị cái gì nó biết. Ngày xưa ta đã có cái này, còn mình bây giờ các nhà khoa học nó cũng nhìn thấy, nhưng mà nó còn đem về nó thí nghiệm. Hai cái này nó hợp lại, đưa con vi trùng này vô, thử cái này vô, con vi trùng này chết là đúng mà. À, cái lậu tận minh là nó thật, cái sáng tận cùng, lậu tận thông cũng là thông suốt tận cùng. Đây là nói với vấn đề mà của thế giới vật lý, của một vị Phật biết, nhưng mà đây là dùng cho cái thế giới vật lý này thôi, còn giải thoát nó đi qua cái công thức khác. À, vì thế ông hiểu cái này thì ông mới chỉ được con đường đi trở về Phật giới. Nếu mình không hiểu cái này thì con đường về Phật giới bế tắc. Vì thế mà, bởi vì nếu mình từ trước tới giờ không có vị nào dám giải thích cái tánh, ai cũng có tánh Phật mà giải thích cái Phật, họ không biết, họ không giải được cái gì, rồi họ tưởng thôi. Nhưng bây giờ Thiền Tông ra đời thì tánh Phật tuy mình nghe nói rất dễ, nhưng mà không ai giải thích là không biết. Thì bây giờ ai cũng biết cái đầu. Thì Thiền Tông ra đời thì, bởi vậy hồi nãy ở trên diễn đàn thì có một vị nói là Thiền Tông giải thích được tất cả vô hình và hữu hình là rất đúng. Chứ ngoài ra, ngoài cái mà các pháp môn khác hoàn toàn không có giải thích được cái này. Rồi hỏi tiếp. Xin Thầy giải thích thế nào là thanh văn, thế nào là duyên giác, thế nào là bích chi Phật? Bích chi là một vị, bích chi người ta dịch là phần giác, giác một phần, tâm lục căn mình giác một phần, giác chi nhãn, thì gọi là một phần của kiến, gọi là kiến tánh Phật. Bích chi, bích chi là một phần thôi, trong sáu phần giác một phần là bích chi Phật. Còn thinh văn, thinh là nghe, văn cái lời nói, nghe cái lời nói người ta hiểu, ta ngộ được. Vì thế mà trong các vị tổ, thường thường là mỗi vị tổ ngộ một cách. Ông thì ngộ thấy, ông thì ngộ nghe, ông thì đụng chạm. Duyên thinh văn là tiếng nghe độ rạng. Duyên giác là cái gì? Ngộ được cái tánh giác thanh tịnh của mình, gọi là tánh Phật. À, mỗi người ngộ một kiểu, mà trong khi đó các vị tổ đọc giống như ông Ananda ngộ bằng cái gì? Ngộ bằng tinh văn. Ông Mahakajip ngộ bằng cái gì? Ngộ bằng con mắt kiến tánh, thấy cành hoa sen, nhận được tánh Phật thanh tịnh của mình, gọi là ngộ tánh bằng kiến tánh. Rồi ông hỏi tiếp. Trong trang mạng Thiền Tông á, có cái quy định là người dưới 18 tuổi không được cấp yếu chỉ Thiền Tông. Vì sao có quy định nè? Đọc lại. Trong trang mạng thiền tông.com á, có cái quy định là người dưới 18 tuổi không được cấp yếu chỉ Thiền Tông. Rồi. Xin hỏi vì sao có quy định nè? Cái này là nó căn cơ vào cái tánh Phật. Khi mà tánh Phật mà đúng 18 tuổi thì nó phát ra cái tánh Phật mới đạt chuẩn được. Nếu mà dưới 18 tuổi tánh Phật không đạt được. Vì thế mà luật pháp nó cũng vậy, anh mà đúng 18 tuổi thì mới chịu lực hình sự. Còn nếu mà dưới không có chịu lực. Vì thế mà Thiền Tông căn cứ vào bây giờ con người mà muốn phát ra tánh Phật đủ thì anh phải đúng 18 tuổi thì cái sức điện từ âm dương nó quay mới đạt chuẩn, thì nó mới ra một cái tánh Phật chuẩn, thì mới chịu tiếp thu nổi cái này. Còn nếu dưới không tiếp thu được, nhưng mà cũng có cái ngoại lệ là nếu mà cử 14, 15 tuổi thôi, nhưng mà hiểu được cái này thì nếu mà xác định hỏi mà đúng thì người ta vẫn cấp cho. Như vừa tuần kỳ rồi giải đáp á, thì có một con cháu đó là mười mấy tuổi, 12 tuổi, thì cũng người nhà cũng phe này lại đây, họ tôi hỏi đâu có biết đâu, không đạt. Giống như cái điện của mình, ví dụ mà cái dynamo nó quay là 2000 vòng một phút thì nó phát ra cái điện sáng đạt chuẩn,
Phật nó quay mới có 1800 thì nó cũng ra, nhưng mà nó ra không có, nó không có ổn định. Vì thế mà tất cả những cái gì vào thiền tông nó phải đặt chúng vật lý, ta căn cứ vào cái quy luật vật lý âm dương người ta cấp cái này, chứ không phải đây là cái quy định rõ ràng, nhưng cũng có thể ngoại lệ luôn. Vì thế mà trong trong Phật giáo mà gọi là vật lý, muốn thọ tỳ kheo là như phải 24 tuổi người ta mới cho, 18 tuổi thì mới cho là Phật tử, 24 tuổi anh phải đạt thiền, đạt cái chuẩn này mới thọ tỳ kheo được. Thì kheo mà bây giờ mình gọi là đại đức á cũng vô cái này rồi. Hỏi tiếp đi. Mẹ con đã 90 tuổi, như vậy con có thể dùng tiền của con cho mẹ, hướng cho mẹ để mẹ mua đài mua sách để tạo công đức có được không ạ? Nói thường thường á là con người cũng vậy, 80 giao dịch 80 tuổi là nhà nước không cho giao dịch nữa, rồi 90 tuổi sao đây? Thì cái này tự âm thầm làm ngoài luật, không có ông nào mà 90 tuổi mà tiếp nhận nổi cái này hết á. Thì duy nhất là chỉ có duy ráng nghe đi là đầu thai đó lại. Bởi vì cái này nó cũng vẫn tồn tại 50-70 năm mà, thì bây giờ đầu thai lại đi, ráng mới ráng 20 tuổi sao? Rồi mình phải có cái nguyện à, tôi cố gắng trở lại để mà làm người, để mà tiếp nhận cái thiền tông này. Chứ còn nếu mà 90 tuổi bây giờ đó thì nó đúng ra mình cố gắng đi, tự mình có công đức là ông thần ông thả mình thôi. Nhưng mà đa số trên 80 tuổi rồi khó đó, khó mà tiếp nhận cái này. Vì đây nó là cực dương, dương của thế gian này với của trời trời thì còn tiếp nhận được, chứ còn dương của cái hải, dương của cái điện từ quang này khó tiếp. Ai tuổi già nó lão quá rồi đưa vô chịu nổi đâu, nó lão quá theo thời gian thì nó phản ứng. Vì thế mà tất cả những người mà lớn tuổi nghe, nghe cái này 100 người phản, rất bắt còn 90 người luôn á, chứ không phải ít đâu. Mà có người đi theo cũng đi theo cầm chừng thôi, chứ còn từ qua không nổi. Mà cái tuổi mà cái bằng dễ cảm thông cái này nhất á là từ 40 tuổi trở lên, 40 tuổi, 70 tuổi trở lại thôi. Đi qua nó coi chừng khó lắm. Mà nhưng nhớ rằng cái thiền tông này khi ra đời rồi thì bao nhiêu vị thánh ăn theo rất nhiều, coi chừng mấy ông thánh ông phá mình á. Mới đầu cũng ngon lành lắm á, nhào vô rồi đi ông thánh ông kè ông dẫn mình đi hồi nào cũng hay. Rồi hỏi tiếp đi. Nếu mẹ con mất, con có thể dùng tiền phúng viếng để tạo công đức cho mẹ được không ạ? À? Làm gì? Dùng gì? Cái tiền phúng điếu á, tùng phúng viếng. Thì cái đó cái chuyện gia đình muốn làm gì làm, nhưng mà điều thay vì mình lấy á, mình cũng tạo cái công đức được, nhưng mà cũng không có bằng cái của mình bỏ ra, mà do cái lòng mình muốn á. Còn này mà mình muốn mẹ mình không muốn làm sao? Nhân quả là đi theo từng con người, chứ không phải đi theo tập thể. Con cháu hiếu thảo là phần của mình. Còn cái vấn đề công đức, phước đức, ác đức là do chính con người đó tạo ra. À, phải hiểu cái quyền thế giới này. Thế giới này là độc lập. Mình đến đây làm cha, làm mẹ, tôi làm cha con tôi 50 năm rồi tôi đi. Hay là mẹ cũng vậy, hay là con cũng vậy. À, chứ đâu phải cái thế giới này gọi là thế giới nhân quả, tới đây để trả quả hoặc là gì xong rồi thôi. Nhưng mà thế gian thì nó cái vòng nối tiếp là cái chuyện của người thế gian, là chuyện âm dương. Chứ sự thật khi mà vợ chồng chết trước, biết đâu không có cái siêu mạng đi tiếp, luân hồi tiếp làm chồng người khác nữa, ông chạy xô quả cũng chạy xô, ai không có vậy thôi. Cái thế giới này phải hiểu cái quy luật này, chứ đừng có mong cái gì đó. Ông Phật chưa có chủ trương cầu cúng bất cứ cái gì. Ông Phật Thích Ca không hoàn toàn không nói tới cái này. Nhưng mà về sau này á, mấy ông thầy cái tưởng tượng ra để chi, để Phật tử tới để chi, ổng có lợi gì thôi. Chứ làm cho ông Phật con ổng không ngộ đạo, ổng không dạy được. Gia đình ổng bị đứa cháu tàn sát, ổng còn không cứu được.
thì mình ông đã chỉ rõ là thế giới nhân quả này việc ai làm nấy chịu, dù cha mẹ có thương là do cái tình cảm thế giới này thôi, chứ đã xong rồi thôi. Mẹ làm mẹ mình 50 năm 40 năm rồi phải đi, phải đi rồi phải chạy xô, hoặc là phải đi về phần giới, hoặc là đi giảng sanh đi đâu á, là cái theo cái quy luật nhân quả. Chứ có ai mà chết ra rồi bữa sau gặp lại không? Hoàn toàn nhắm mắt đi qua kiếp khác, đi theo luân hồi cái khác. Bởi vậy đạo Phật phải là thực tế khoa học, đừng có mù mờ. Mình cái còn cái chứng về mà tình cảm thì cũng nên giữ để cho cái thế giới này nó có trật tự vậy thôi. Chứ sự thật đó, đã nhân quả rồi thì không có cách nào thoát được. Mình điển hình mình ông Phật còn không giúp được, mình giúp ai? Thì làm con làm cháu là hiếu thảo vậy thì tốt rồi. Chứ nếu mà ông bà mình lên thiên đàng ở, hoặc là lên cực lạc ở, không có biết gì này đâu. Giống như kiểu mình ở đây chút cả chút mình chút cảnh qua nước khác rồi thì làm sao còn nhớ cái này nha. Định phận ai để lo rồi con hỏi tiếp. Người đại diện cho loài người để lập ra đạo là Đức Phật, vậy người đại diện đã để lập đạo thần thánh là ai ạ? Cái câu này nói này á, thì nói đúng ra không nói trắng được, mà tôi chỉ nói căn bản thế này. Đức Phật ổng dạy thế này nè, khi mà con người ở thời kỳ đồ đá rồi đó, quỷ gì trái đất này nó quỷ gì ở con người số ít thì mới sống thời kỳ đồ đá, có nghĩa là không có phương tiện sản xuất, dao kéo quần áo không có sản xuất được thì phải sống là thời kỳ đồ đá. Bởi vì thí dụ thế giới này mà giờ mà nó có quỷ diệt đi thì những cái vận cụ gia đình đó trong 10 năm 20 năm nó sẽ tiêu hết. Khi mà cái con người mà bắt đầu đông rồi mới thành lập cái bộ lạc, thì cái bộ lạc này thì bắt đầu có bộ lạc là có tranh giành. Vì thế một vị nói thật là một vị thần chủ thế giới lập ra cái đạo gọi là đạo thần, nói rằng các ông đừng có tranh giành thần sẽ bẻ hỏng mấy ông, dặn hỏng thì ông sợ mấy người đó tao nghe gì nghe thần dặn hỏng hết rồi. Thì đạo thần bắt đầu xuất hiện để chi? Để ổn định cái bộ lạc này, mấy cái bộ lạc này là để nó đánh lộn chứ không có gì đợi. Khi loài người nó tiến đến cái bộ lạc, từ bộ lạc nhỏ lên bộ lạc lớn, thì chữ giết bắt đầu xuất hiện. Chữ giết bắt đầu xuất hiện cũng là đến thời kỳ con người lập quốc. Con người lập quốc thì cái tham và cái tranh danh đạt lợi nhiều hơn cái bộ lạc. Vì thế mà một vị toàn năng toàn giác ra đời để chỉ sự thật cho con loài người. Mấy ông đừng có tranh giành ở đây sáu nẻo luân hồi và con đường trở về Phật giới, là một vị toàn năng toàn giác này này. Đó là một con người thành lập đạo thứ hai. Rồi để sao? Khi một vị toàn năng toàn giác lập đạo ổn định rồi, nó bắt đầu tới thời kỳ thứ ba là tới thời kỳ đi vào quỷ diệt. Quỷ diệt bằng cách nha đó. Quỷ diệt là con người bắt đầu tiến tới cái văn minh, để thì văn minh để tiêu diệt cái sự sống này đi, là cái đất này gọi là thành trụ quả diệt. Thành mới ban đầu trụ thời gian, bắt đầu hoại, bắt đầu diệt rồi mới diệt rồi mới hoại là chi? Thì một tiếp tục cái đạo thứ ba sẽ thực thể thành lập, mà tôi không nói ai. Vì thế mà cái đạo này do một vị thánh lập. Vì thế mà sau ông Thích Ca lập đạo rồi thì vị thánh lập là chủ trương thánh là cái gì? Giết. Đạo thánh là giết. Nên nhớ một cái được. Vì thế mà có cái chuyện thánh chiến. Đấy không? Mình hiểu cái nó ba thời kỳ lập đạo là chỗ đây. Đó, vì thế mà con người văn minh để gì đến thời kỳ hủy diệt. Tại vì cái đất này 10.000 năm nó đi một vòng, 3.000 năm thì đạo thần lập ra. Thời gian sau đạo một con người toàn năng toàn giác
khi mà đạo toàn năng toàn giác rồi thì từ cái lúc đó cho đến 3.000 năm thôi là trái đất bị hủy diệt. Hủy diệt là ai? Do cái văn minh của con người, các người tạo ra văn minh để rồi hủy diệt trái đất này, giết người và đồng thời hủy diệt trái đất này. Đó là đúng chu kỳ của nó. Đây là cũng rất khoa học chứ không phải nói mù mờ. Đó, thì rồi giờ tất cả thì tất cả những người mà lập ra thì mình biết ai, người lập đạo là ai, ba thời kỳ, mình phải hiểu cái chỗ đó. Chứ đây là ta nói hoàn toàn khoa học chứ không phải nói bằng cách mù mờ, không có mê tín gì đâu mà dễ rồi. Đó rồi tôi trả lời cái người lập đạo đó có ba thời kỳ, còn ai lập cái gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi căn cứ Đức Phật dạy là thời kỳ lập đạo trên trái đất này ba thời kỳ. Đó, thời kỳ đầu thần, thời kỳ thứ hai là một ông toàn năng tự giác dạy 6 con đường biết, một con đường đi ra và một con đường linh thiêng là thứ ba. Đó, còn cái nhiệm vụ gì là tôi chỉ nói phớt qua thôi chứ không tôi không đi sâu vào tiên. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Làm cách nào để giúp những người mang kiếp cô hồn mau trở lại đầu thai làm người và tiếp cận với pháp môn thiền tông ạ? À? Bây giờ đó mình lo mình đi, còn người ta cô hồn kể đó. Bây giờ thì trong cái bài kinh cúng nó có cái bài kinh cúng cô hồn đó, mình lấy cái bài đó làm cúng. Mà có thì giờ ngồi đó cúng không? Rồi cúng ở đâu? Bây giờ muốn cúng thì là ở nhà mình không cúng được. Kính cô hồn phải đi ra ngoài nhà, mà giờ muốn cúng không ra mã là cái đám mã nó ngồi đó cúng. Ta nói mình sao nó chắc cùng nữa. Nhưng mà trong cái này ta giải cho đủ hết, muốn độ người đó thì phải độ bằng cái bài kinh cúng cô hồn, chứ đừng có mong cúng cái kia gì khác hết. Vì thiền tông nó có ra đời nó sẽ chỉ rõ từng phần một. Anh muốn độ con người tại chỗ cũng được, muốn độ có hồn cũng được, chứ không phải không, nó có cái công thức của nó, nhưng phải áp dụng cho đúng từ nơi đúng chốn, chứ không phải là muốn cúng đâu cúng. À, giờ hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp. Gia đình con sống được nhờ vào nguồn thu nhập cho thuê mảnh đất, và người đứng ra cho thuê mảnh đất đó có nhượng lại một ít diện tích cho người khác thuê là mở lò gụ. Như vậy thì con có trực tiếp hay gián tiếp phạm vào giới cấm thứ năm của đạo Phật hay không? Này hỏi tự ý, hỏi tự ý một thôi. Tức là vị này gia đình sống nhờ vào nguồn thu nhập cho thuê miếng đất. Thu nhập đi, thuê đất phải không? Cho thuê đất. Để tôi nói cái này. Cái cục đất mình ở đó không phải có một mình đâu. Đầu tiên cái người nào họ khai thác cái đất đó, khi họ chết đó, vì trong cái này chưa có nói ra, khi họ chết đó, nếu mà họ không phước đó, thì họ cũng vẫn ở đây, mà họ không muốn vào trong dòng tộc họ cũng ở đây, họ không muốn lập cái hồn cũng ở trên đất này tới cái chỗ này, có nghĩa là con người sống rất lâu. Mà bây giờ á, nếu mình ở đây mình làm ăn mà thấy, ví dụ mình cho thuê cái miếng đất này mà thấy có cái chuyện gì nó không tốt á thì xuống cho người ta. Tôi kêu mà người ta gọi là giấy đất đai thủ tịch là cái lý do này. Bởi vì người ta khai thác này con cháu mấy đời rồi con bán đi, họ cũng không đi, họ giữ mà. Vậy cái tính của người nó đẹp, nó phải giữ cái đất này lại. Đó, cúng là cúng cái chuyện này, nếu có cái hiện tượng lạ mới cúng, còn không thôi, không có cúng. Giải quyết là giải quyết này. Bởi vì trong khi mà làm loại ngạ quỷ nó còn ba cái con đường, chứ không phải hai, giống như cái triều thiền ta nói đâu. Lại cái này nó không có thực tế lắm, người ta không nói, nhưng mà ông Phật có dạy thì tôi nói. Muốn vô dọc dòng tộc, luân hồi, muốn làm loài cô hồn, còn cái loại mà vì thế mà có nhiều cái nơi á mấy trăm năm cái cục đất nó vẫn linh thiêng là lý do này. Muốn cúng này cũng có vậy, nhưng mà nên nhớ phải có hiện tượng, chứ không phải lúc nào cũng đất đai thổ trạch lúc nào cũng đẹp cúng, không phải vậy. Muốn cúng thì phải có chuyện gì tôi mới cúng, không có thôi. Cho đó là thế giới vật lý, đây là cái cõi vô hình nó nằm ở chỗ đó. Rồi có ai tiếp đi. Dạ.
người đứng ra hợp đồng thuê đất có nhượng lại một ít diện tích cho một người kế tiếp thuê là để mở lò rượu. Vậy con là chủ của mảnh đất đó có bị trực tiếp hay gián tiếp phạm vào điều giới cấm thứ năm của đạo Phật hay không? Không. Giới cấm này cái thế giới nhân quả này là người nào làm đấy chịu, chứ đâu có liên quan gì mình đâu. Giống như bây giờ nè, mình có cái nhà mình thuê đó, nó buôn lậu, công an đâu có bắt mình đâu, bắt cái thằng cha buôn lậu chứ. Lại tôi thuê nhà, tôi cho thuê có hợp đồng, nhưng mà dưới điều khoản có hợp đồng đồng hòa, chứ tưởng đâu mình không có hợp đồng, nó nói hai người thì săn tan nhau buôn lậu thì nó gài mình chết. Thuê có dứt khoát, có nhà nước chứng nhận đàng hoàng thì không sao, mà mập mờ mình coi chừng về luật pháp. Chứ còn mà nhân quả nó không có sợ cái này, về nhân quả đừng có sợ, nhân quả đâu rõ ràng. Ông thần thực thi nhân quả, cái người làm lỗi chứ không phải thực thi nhân giả của cái người cho mất. Rồi có hỏi vị Nguyễn Thị Thiêu ở Gò Vấp có hỏi 4 câu như sau. Câu hỏi thứ nhất, tuổi thọ các hành tinh ở vòng hoàng đạo 2, 3, 4 là bao nhiêu, và các hành tinh này có bị tan rã hay không? Bây giờ mình nói là xung quanh trái đất này nè, nó có 6 cái hành tinh bầu hoàng đạo 1, gọi là nhớ là chú ý, bầu hoàng đạo chứ không phải là hoàng đạo, cái bầu tròn à. Trong đó nó dắt 6 cái hành tinh thì nó đông tây nam bắc trên dưới. Còn mà cái hành tinh vật tư thì nó hàng hà, không tiếm hết được. Sao kim không phải có một kim, kim mộc thủy hỏa thổ nó nằm ở trong cái này, nhưng nó hàng cái nào cũng hàng hà hết, nằm trong bầu hoàng đạo. Đó để làm gì? Làm vật tư nha. Để giống như bây giờ chữ mình nói chữ thủy đi, không phải là có nước không, mà cái hành tinh hero là gì, cái chất khí á, giống mình ở đây gọi là cái chất khí á, nó cũng bằng nước nhưng mà nó cháy. Hành tinh đất mà cũng có hành tinh đất cháy chứ không phải đất nào cũng cháy đó. Thì còn cái vấn đề mà khi mà trời tứ thi dương lập những cái hành tinh thì ông tự ông lựa sao đó, ông lựa ông quăng vô đây, thành ra vì thế mà cái hành tinh mày đất đá lẫn lộn là cái chỗ này nha. Thì bây giờ hỏi cái số lượng bao nhiêu. Cái tam giới này thì ông Phật không có nói là cái thời gian, cái tuổi thọ của tam giới, mà ông có nói là cái tuổi thọ của cái địa cầu à, thì cái đất có tuổi thọ. Còn thì ông có nói một cái câu thế này nè, cái đất mình nó là 10 tỷ năm, thì rằng cái con người mình sống 100 năm thì cái hành tinh chứ cái bầu hòa đạo 2 thì nó lên con số nữa là gì? 100 tỷ năm. Tuổi thọ tên một con số không nữa, nên cái chiến mà nó tiến lên thôi. Mình cứ hiểu cái ý này. Còn cái mà cái tam giới hoàn toàn không tan rã là vì nó cuốn hút bằng điện từ. Khi mà điện từ cái vùng đó thiếu, trời tứ thiên dương có bổn phận hút cái hành tinh điện từ bổ vô. Cái mặt trời cháy gần hết, không qua cái hành tinh hero khác vô cháy tiếp, hoàn toàn không có mất. Mà cái vật tư đó giống như mình á, cái vật tư đây nó cháy đây tưởng nó hết, không phải, nó sẽ hình thành trở lại chỗ khác. Giống như mình ở đây, nước ở đây mình xài mình đổ tưởng rồi nó hết, chứ phải nó bay lên không gian rồi nó mưa xuống, nó không phải mưa chỗ này mưa chỗ khác. Có nghĩa là trái đất này không thiếu bất cứ gì. Đó, mình phải hiểu thế giới này gọi là thế giới nhân quả vật lý, mà theo định luật định chuẩn của một cái thế giới vật lý chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ khoa học chưa có tìm thấy được những cái này, mà chỉ tìm thấy được những cái khía cạnh nhỏ thôi. Vì thế rồi mà diễn vọng kính và có coi xa cỡ nào qua không qua nổi cái bầu hoàng đạo 2. Bầu hoàng đạo 1 mà chưa qua nổi thì làm sao qua bầu hoàng đạo 2 được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Còn câu hỏi nào nữa thì bỏ vô. Ở bầu hoàng đạo 2, 3, 4 là nơi các loài trời tiên sinh sống. Khi hết tuổi thọ thì chung ấm thân của họ có co lại bằng 60% như thân tứ đại ở trái đất này không?
Có nghĩa là cái thân tượng bấm thân của trái đất, của con người trái đất mang lên đó, mang cái kim, mang một cái sắc thân bằng điện từ. Nó lớn thì do, lớn nhỏ là do cái phước đức của mình tạo ra. Khi nó hết thì nó hết phước rồi nó trở lại nó đi bằng cái trung ấm thân của từ trái đất mang đi. Rồi trở về dòng tộc trình diện lại nha. Nhớ là lên trên về phải trình diện dòng tộc lại, cho đi tiếp tục luân hồi. Là vì cái ban đầu tánh Phật vô đây đã sinh rồi. Trừ trường hợp ở trên nước cực lạc mà được việc A-di-đà thọ ký qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi trở lại đây chính ông Phật A-di-đà đích thân gửi ông trưởng dòng tộc, bây giờ này cái người này đã ngộ rồi đó, tôi gửi ông làm ơn chừng nào ở dưới này á thiền tông phổ biến ra thì ông làm ơn tạo điều kiện cho người ta. Ông thần trưởng dòng tộc đồng ý. Nên nhớ rằng rất tiện, tất cả những người mà được A-di-đà chứng nhận, cấp cái giấy chứng nhận giống như mình đây cấp yếu chỉ thiền tông thì chắc chắn trở lại dễ gặp lắm. Vừa ra thì thấy bao giờ ông nghe ông chỉ liền, ông không thấy nhưng mà tự nhiên mình muốn đi, ông xuống mình đi chứ không ai đó. Mình hiểu cái nguyên tắc này. Còn tất cả những kia thì tự động trở lại trình diện dòng tộc, trưởng dòng tộc và cho tôi đi làm mượn thân người tiếp. Thì trong cái quyển sách chính này, ông Thích Ca ông mượn vài lần, ông nói thôi kỳ này ta biết rồi, cứ vô đi. Ông sai ông thần quản lý tiếp, là quản lý tiếp. Ban đầu thì còn trình, ông nói thôi, ông nói hầu mượn đó, mấy năm, bây giờ ông làm mấy trăm năm mà ông chưa đó. Phải hiểu cái quyển sách chính này, nó rất kỹ cái này. Đâu có phải tiếp. Thân trời khi hết tuổi thọ tan rã như thế nào? Thân trời, tánh trời nó cấu tạo bằng điện từ tùy theo cái dùng tế bào. Ví dụ dòng 2 thì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, âm màu sắc. Hình thể thật con người trời nó bằng cái điện từ này. Cái tánh nó cũng vậy, cũng bằng điện từ này. Khi nó về thì nó trả lại, khi cái tu ấm thân này về trái đất thì cái kia nó trả lại cho điện từ âm dương. Rồi có ai trèo lên nữa thì nó cũng hút làm tiếp. Thì nó cũng theo quy luật nhân quả luân hồi, giống như con người ở trái đất này giống khác. Cũng người nam người nữ giao hợp để kết hợp sanh ra. Thanh ra gọi là thế giới này, gọi là thế giới vật lý nhân quả âm dương. Dầu cõi nào cũng bị sức hút âm dương hết. Rồi trời hay nói rồi thân gì cũng bị nước, mà chỉ trừ cái loại cô hồn nó không được cái quy luật, nó vẫn giao hợp bình thường. Loại cô hồn nó giống mình gì ở thế gian này, giống như cái loại súc vật, súc sanh, nó không có quy luật nhưng mà nó cấu tạo bằng cái điện từ âm quá nhiều. Thành ra vì thế mà loại cô hồn á nó phải tự tạo ra kiếm miếng ăn nếu muốn có danh. Vì thế mà tại sao người ta tìm cái danh nhiều, bởi vì trong cái truyền cái mà dặn dò thì cô hồn nó thích hay nhất là danh và thức ăn thôi, cái tiền nó không thích. Tiền thì để con người thích cái danh, con người thì thích hai danh tiền, cô hồn nó thích ăn danh. Mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Khi mà mình hiểu được cái nguyên tắc thế giới vật lý này, mình không tin bất cứ gì sai, bất cứ tin gì cũng đúng hết. Nè, mà khi mà thiền tông mà nó phổ biến đầy đủ ra rồi, khi mà giáo lý đạo Phật thiền tông mà ra đời một cái, chùa Tân Diệu đóng cửa là sao? Là ở đây tôi phát cho mỗi ngự nguyễn rồi xong rồi về rồi khỏi cần chiều thiền hỏi cái gì hết. Ráng đi, ráng chừng nào cầu xin Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy cho sức mạnh cái giáo lý này thì tới đây khỏi khỏi có làm cái gì, khỏi tiền luôn, khỏi buông hết rồi. Lại tiếp đi. Khi nhập thai mẹ, toàn bộ trung ấm thân mang khối nghiệp sẽ đi vào tử cung của người nữ, có phải không? Có nghĩa là cái đầu tiên đó. Bởi vì Lão Tử có nói nè, nhân chi sơ tánh bản thiện, con người đầu tiên vô cái tánh nó không có gì, là sao? Bản thiện là sao? Là nó chưa có nghiệp.
Còn khi nó đã mang đi luân hồi rồi, nó mang nghiệp rồi vô đây không có vụ thiện, mới vừa đẻ ra ba ngày nó phản ứng liền, bắt đầu nó mấy bảy gì mấy đứa trẻ nha, mới vừa đẻ ra nó khôn lắm ha. Là còn mấy đứa nó đần không thì sao, nó ở dưới nó đi lên gặp súc sanh đi lên thì nó đần. Còn lên tôi làm mấy tháng trước tôi làm tiên rồi, giờ tôi xuống đây nó khôn có vậy thôi. Yeah, bắt buộc vào đây phải xuống đúng quy luật, chứ không có cách nào thoát ra quy cái luật vật lý này. Giờ con hỏi tiếp. Khi bỏ thân tứ đại, chung ấm thân có nhớ lại các đời trước của mình hay không? Bây giờ vừa bỏ thân này ra, chung ấm thân nhớ hết. Vì thế mà tại sao mà cô hồn á, cô hồn mà nó chưa nhập vô ha, nhập thập thai nó nhớ hết. Nhưng mà nhập vô quên. 9 tháng 10 ngày ra bờ nó không nhớ gì. Tại sao? Vì thế giới này cái tử là con, cũng là chết. Cung là cái cung nơi sanh con, hoặc cái cung ở để rồi chết. Hiểu cái này. Bởi vì cái cõi âm, người âm á, nó có cái đặc biệt. Người dương thì có bộ phận làm cho âm dương hòa hợp nha. Mà cái người nữ, bởi vì tại sao Việt Nam mình đó là mẹ Việt Nam anh hùng, chứ không để cha Việt Nam anh hùng. Vì người mẹ có công sanh con ra, mẹ đớn đau thì người mẹ mới được anh hùng. Người cha không có anh hùng được. Người cha chỉ làm nhiệm vụ thôi. Mình hiểu cái quy thế này đó. Giờ có hỏi tiếp đi. Tại sao hiện nay người tu theo thiền tông đầu tiên vào được gọi là cấp yếu chỉ thiền tông, nhưng thời bà Võ Tắc Thiên lại được cấp giấy gọi là yếu lý thiền tông? Bây giờ thì thế giới này nó vậy mới hiểu căn bản. Còn bà Võ Tắc Thiên đây là loại đặc biệt, gọi là lục tổ Huệ Nam Quỳnh đặc cách. Đặc cách. Bây giờ tự nhiên bà có tự nhiên đưa một cái bài viết cho ông lục tổ, tự nhiên mà xuất khẩu thành một cái bài thơ tuyệt đỉnh, mà từ lúc đó chưa ai hiểu được cái này. Thì nói đúng ra nó có những cái bài thơ mà để bố phong cho bà này. Cái này nó nhớ rằng cái bài Võ Tắc Thiên này là lục tổ Huệ Năng phong thiền Phật gia thiền tông, chứ phải truyền thiền nha. Nên nhớ, còn mình đây là được truyền thiền, đó là bà bá phong gọi là đặc cách, chứ không phải là. Nếu mà truyền thiền phải đúng nghi thức đàng hoàng, không vì một vị vua không thể quỳ dưới chân một con người. Mà hơn nữa đó, trong lịch sử Trung Hoa, người nữ trên thế giới làm vua 50 năm không có người nữ thứ hai. Vì thế mà ông lục tổ cũng nể đặt cách cho bà, để bà khỏi quỳ, bà phải quỳ dân ương. Cái này là rõ ràng chứ không phải đâu. Vì thế mà bà có cái khả năng bà tịch diệt được mà. Ông tổ lục tổ Huệ Năng cũng nể. Như ông tổ Huệ Năng nó xin lỗi, muốn tịch diệt 3 ngày không có tịch được. Ông ngồi thu thần phải là 3 ngày mới được. Bà này không 5 phút rồi đi luôn. Giỏi hơn vụ lục tổ luôn, nói cho biết. Thầy đó ông lục tổ mới đặt cách phong kêu bằng phong Phật gia thì tâm, không qua truyền thiền. Rồi con hỏi tiếp. Có Phật tử xin được giấu tên. Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, chúng tôi muốn photo sẵn cái quyển sách Tiễn Phật gia có được không? Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, chúng tôi muốn photo sẵn cái quyển sách Tiễn Phật gia có được không? Cái đó được, cái khi là chùa Tân Diệu nó công bố ra thì mình tự do, không có gì không có gì trở ngại hết. Thì nên nhớ một điều á, cái Tiễn Phật gia phải cho rõ ràng. Cái người bình thường nó có tiễn nó đi tầm bậy nó bị trao đảo về quy luật luân hồi mà. Muốn Tiễn Phật gia con người nó phải đúng không, phải mới tiễn được, chứ không phải người ta cung vật lý mà đưa Phật gia mà tiễn. Lúc đó không biết nó chạy đường nào, ra biển không biết chạy, nó chạy vòng vòng không, nó không chịu trực chuyển, nó không trực chỉ trực chỉ Phật giới, mà nó trực chỉ ở đâu. Thì phải để ý cái phần này. Giờ hỏi tiếp đi. Tôi tu theo thiền tông,
nhưng ở vùng tôi ở không có ai tu thiền tông cả. Như vậy khi tôi mất, tôi phải làm sao? Thì mất bây giờ mình có con cháu thì nhờ con cháu thu văn thu dĩa lại, thì nhờ không lấy thì nó đọc bằng đĩa. Còn có người thì mình nhờ người lại, đâu không có thì cái văn đĩa nhờ con cháu á. Bây giờ nó dễ mà, cái thu rồi để mình để 3 ngày cho nó đập, nó tiễn 3 ngày, thế nào mình phải nhớ đường đi vậy. À, cái đó là nói đúng ra một người tu thiền tông mà đã về thoát ra đã đi rồi, gọi này là để dạy cho cái người ở lại, cho người ở lại biết. Chứ còn chứ người ta về Phật giới 5 phút 5 giây ta trốn mất ở đây nghe cái gì, mà để cho người tại tại đây nghe thôi. Rồi hỏi tiếp. Có người thân ở trong gia đình đã lớn tuổi nhưng không tin một cái đạo giáo tôn giáo nào hết, chỉ nghĩ rằng là chết là hết. Như vậy tôi tu theo thiền tông, nếu cái người thân này mất thì tôi phải làm sao? Người này không có thì rước mấy ông thổ kèn tới, mấy ông cúng tới, hỏi cái người đó muốn cái gì. Thế giới này bây giờ nói vậy đó, ba mẹ hay là tu thiền tông thì con tiễn bằng thiền tông, còn nếu mà tin tưởng thì tiễn mấy ông thầy làm đám thì mình mời mấy ông thầy làm đám rồi tiễn cho thỏa lòng người ta. Thế giới này người ta sinh ra, ta cắt cái nhà, ta tạo vật chất cho mình theo ý của người ta, theo nhân quả này. Nhưng mà một điều mình đừng có dính, cho tiễn nhưng mà đừng có dính. Mới gì định ông thầy lại tiễn, nhưng mà lại mình lại ông thầy là mình thua luôn á. Đừng có tiễn lại ông thầy này, nếu mình thay là mình dính với ổng rồi. À, phải hiểu cái thế giới này có nghĩa là người ta để cái tài sản như thế nào, người ta muốn thế nào lập y vậy cho người ta. Rồi cái đó là người ở thế gian này. Rồi hỏi tiếp đi. Khi một người đang nghe máy, đang đọc sách về thiền tông thì liền bỏ tu cái pháp môn cũ đi theo thiền tông, nhưng mà vô tình cờ cái người đó đột ngột chết đi khi cái người đó chưa được cấp yếu chỉ thiền tông, chưa được truyền thiền gì hết. Như vậy thì cái người chết đột ngột đó phải làm sao để mà giúp họ? Người tu thiền tông nó từ phần một người tu những cái tôn giáo khác, những cái pháp môn khác. Rồi, dạ. Rồi bây giờ khi mà đọc sách thiền tông, nghe đài về thiền tông, rồi đột ngột chết đi. Đột ngột chết đi. Mà cái người này chưa được cấp yếu chỉ, chưa được truyền thiền chưa gì hết, thì phải làm sao để giúp cho cái người này, cái người đột ngột chết nè? Cái người này đi theo cái luân hồi mà những thời gian trước người ta tạo, không có giúp được cái gì. Tu mà không có công đức mà không biết làm sao vậy đó. Có nghĩa là cái thời gian trước ta làm gì là nhân quả nó đã kết tụ rồi. Ông thần tôi có thực thi nhân quả. Thực thi nhân quả là gì? Nhìn thấy trong tung bấm thân của mình cái gì, thực thi cái đó. Chứ không có cái mà chưa tới, ông đâu có biết. Khi mất ra ông thấy trong cái đó là cái gì, ông thực thi cái đó. Ví dụ ông thấy trong đó hồi trước làm phước để lên thượng đế Ngọc Hoàng vậy đó, nếu thực thi quăng lên đỉnh. À, hồi trước làm gì nó muốn gì thì do cái nghiệp của mình tạo lưu trong cái vỏ cái trung bát thân của mình đó. Thì ông thần có bổn phận thực thi, ông nói gì hết. Giống như một người mà ở trong tòa án bước ra mang cái tờ giấy 6 năm tù, rồi ông lính dẫn đi thọ hạnh 6 năm có vậy thôi. À. Còn nếu mà người này không giam giữ thì ta dẫn đi tới cái chỗ mà cải tạo không giam giữ, ta đưa về nhà, ta quản thúc tại gia. Thần là thực thi nhân quả theo cái trung ấm thân của mình. Rồi hỏi tiếp đi. Thần chủ thế giới bay cao nhất được 10 cây số, vậy loài cô hồn bay cao nhất được bao nhiêu cây số? Thần á thì ở thế giới này là cái núi Hy Mã Lạp Sơn đó thì nó là 6 cây số, nhưng mà lực đó được 50% vượt lên, giống như mình đứng ở trên đất này mình cao để nhảy được bao nhiêu, nhảy lên 1 thước 2 thước rồi, nó chứ không ít đâu. Mình 1 thước rưỡi, thước 6 mà nhảy lên được thước mấy thì
Thì ông thần cũng vậy thôi. Ông thần là cái lực của ông ở ra đâu là ở thần chủ thế giới, là ở núi Hy Lạp Mạc Sơn đó, là 6 cây số. Ông được quyền phóng lên, ông bắt được thêm 3-4 cây số nữa, thì tạm cho ông là con người có cái lực 10 cây số. Thần còn thánh đó, cơ mà của hồn chúa đó, núp bóng với ông thần chủ này thì được 80%. Thần quốc gia, mình nói về quốc gia mình đi, là núi Phan Xi Păng là bao nhiêu? 4.000. Thì mình đây ông này lên được 7-8 ngàn vậy đó. Còn cái thần mà nói về cái thần thừa hành đó, không quá bay, không quá cái ngọn cây cao, ví dụ cao là 20 thước đi, nhưng mà ông thể ông phóng lên được là 10 thước nữa là 30 thước. Vì thế mà cái trung ấm thanh á mà qua tiêu xuất hiện, nên nhớ một điều, nó bay lên thì nó dễ nha, có nhiều khi nó không hiểu, nó bay vòng tròn hay đất á là qua trình là ông thần ông theo được, nghĩa là làm sao đừng có đi lên. Thì bây giờ cái căn cứ nè, thần chủ thế giới á, thì 10 cái số, thần chủ quốc gia 8 cây, thần dùng 6 cây, rồi thần dùng mà nó trưởng nhóm á, là 4 cây, còn cái thần mà gọi là thần thừa hành không có 2 cây. Phải hiểu cái nguyên tắc của mấy ông này. Thì cái loài cô hồn nó cũng phân chia vậy, nhưng mà nó núp dưới 20% của thần thừa hành 2 cây số, thì cái anh cô hồn này nè có 1 cây số mấy thôi. Phải hiểu thế giới này nó là vậy, bởi nó phải dưới quy lực này. Bởi vì anh này không phải là chính quy, nhưng mà ảnh có cái tài, nghe là đi lường gạt người ta, anh rút theo ông thần, ông mới làm, mới lường gạt được. Giống như ở thế gian này á, muốn lường gạt ai là sao? Tôi được quen với ông đó, không biết ông đó ông nào, chờ nghe tin mình tưởng đâu thứ thiệt. Nấp, chứ còn không khi nào mà cái người ở thế gian này mà lường gạt, không có mượn danh của người thứ hai không lường gạt được. Ha, phải mượn danh. Thì thế giới vô hình nó cũng nằm trong cái dạng này. Giờ hỏi tiếp đi. Số lượng cô hồn ở trái đất này thì quá nhiều rồi, nhưng tại sao cái loại cô hồn này còn muốn ngăn cản trung ấm thân trở về Phật giới? Bây giờ trái đất này mình ở đây thì nói chỗ mà trái đất này là bằng tứ đại thì nó chặt đất, chứ bằng điện từ làm sao chặt đất. Giờ mình thấy là giờ hiện giờ đó, trên trái đất này làn sóng điện bao nhiêu, từ đông sang tây không thể tính làn sóng điện hết được. Mà làm sao mà nó chặt được, vì nó không có phải giống như tứ đại thì mỗi người được mấy thước vuông nó hơn đó thì mới chặt. Còn cái chuyện mà có hồ ở đây nhiêu không thành vấn đề, bởi vì trong cái nhân quả này anh cũng khó thoát, nó nén thật. Nếu, bởi vì cái điện từ á, nó không có vị trí là cái mét khối, nó là đi theo cái làn sóng thôi. Mà nên nhớ một điều á, mình ở đây mấy thước vuông, đằng kia nó trống. Còn một cái mà nó phát ra ở cái cõi âm á, nó không phải đây đâu mà nó cả thế giới luôn. Mình nó tưởng đâu con hồn ở đây là ở đây không, chứ vậy nó muốn đi đâu nó đi. Nó cái loại điện từ nó đi rất hay, nó cũng rất khó. Giống như bây giờ, giống như mình ở đây mình có cái điện thoại mình phát ra, mình tưởng đâu nó phát ở Việt Nam hơn, chứ sự thật nó có cái nối tiếp, nó đi đâu cũng được hết. Vì thế mà bên Mỹ gọi đây, bên Tây gọi đây mình nghe. Mà bây giờ thí dụ mà cái đài đó mình từ ở đây nó ra máy bay ha, nó bay 1 tiếng đồng hồ, mình ở Sài Gòn mình nghe, mà tới 1 tiếng ra tới Hà Nội vẫn còn nghe. Vì sao? Nó phải trùng mà. Bởi cái này thì là cái thế giới này đừng có nói cái gì, diện tích sống, đừng có nói tới diện tích sống, diện tích sống đâu như thế giới điện từ không ăn thua gì hết. Thì đây của hồn nó nhiều chạy đó, nó muốn về cũng về, nó ở đây đâu thôi, nhiều bao nhiêu cũng không có chặt, mà ít bao nhiêu cũng không có rộng. Trời, hỏi tiếp đi.
những người bị tai nạn giao thông, bị chết ngoài đường hay là bị chết oan á, mà chưa có hết tuổi thọ, thì những người này có làm hại con người khác được không, và có nhập vào xác thân con người khác được không? Cái người này á, thường thường không có tuổi thọ đó, thì người ta không đi, ta không vô nhà được nha. Chết người này không vô nhà được, không đầu thai được, đầu thai đâu, phải có cái nhân quả tới giờ ta mới tiếp nhận, chứ không phải muốn vô nhân quả nha. Ở đây hết tuổi thọ rồi thì mới tùy theo cái nguyện mình là làm cô hồn mà nhập hay là muốn giảng sanh gì đó, phải đúng tuổi thọ mới được. Rồi còn nếu á mà cái người này có thể nhập người ta được, với điều kiện cái người đó phải ham muốn linh thiêng thì nó mới nhập được. Vì mình ham muốn linh thiêng thì mới phát ra cái tần số này, người ta mới ăn đúng cái tần số, nó nhập vô rồi nó mượn xác, người ta gọi là mượn xác. Vì thế mà những cái người mà linh thiêng á, phải cái người đó mà thích linh thiêng thì cái ông cõi âm không có mượn được. Chứ ông đó không thích linh thiêng là ông dương quá làm sao ông vô được. Có nghĩa là cái nhà mình mở cửa mời người ta vô thì ta vô, còn nhà đóng cửa không ai vô hết á, là vô cái người này chết mà chưa tới thời kỳ. Nếu gia đình muốn nhập tự nhiên nó nhập, hoặc là có người nào á muốn thì nó nhập, không có thôi. Rồi cũng phải tiếp đi. Nhà tôi từ trước chỉ có bàn thờ Phật, không có bàn thờ tổ tiên ông bà. Như vậy tổ tiên ông bà có ở trong nhà hay không, hay là có ở trong dòng tộc hay không? Bây giờ thờ ông thờ, nhà có ông cắt thì ông ở nguyên tắc nhà của ông cắt là ông ở, mình thờ ông thờ. Còn nếu mình thờ thì nó đúng, nó trang nghiêm chút rồi thôi, chứ nhà của ông cắt ông chết ông không luân hồi được, ông ở trong nhà chứ chạy đâu hết rồi. Mà ổng không ảnh hưởng gì tới mình, bởi vì con cháu nó không biết thôi. Chứ cái người ta, cái người mà chấp này kia nọ là phải mang thân tứ đại mới làm cái chuyện này, mang tánh người mới làm chuyện này, chứ còn mang tánh khác hoàn toàn, đi theo hưởng phước nhân quả hoặc trả nhân quả thôi, hoàn toàn không có cái ý gì hết. Rồi hỏi tiếp. Tôi tu theo thiền tông, sau này tôi có ý nguyện muốn gửi cốt vào chùa Tân Diệu. Vậy tôi có phải xin đăng ký trước với ban quản trị không? Xin thầy chỉ giúp. Bây giờ tu thiền tông quá thì nó có cái số. Tất cả cái bây giờ tôi đang cắt cái bảo tàng đằng sau, hai tầng trên một tầng dưới, lưu cốt khoảng 10.000 cái cốt. Thoải mái coi gặp cái gọi là có trang phục thiền tông, cứ khỏi cần xin, tới ngày chết nó là má tôi, ba tôi vậy lên sẽ cho ban quản trị sẽ chừa cho một nơi nha. Đừng đi chỗ khác tốn tiền, hoàn toàn ở đây gửi không lấy đồng bạc nha. Thì thích tới đây thăm thì tới, nhưng mà cũng không có tốn tiền ăn đâu, đây ban quản trị lo hết, đừng có lo cái chuyện đó. Chứ không phải cái chỗ khác ở gửi rồi để tốn tiền, hôm nay hoàn toàn có. Cái này là thiền tông duy nhất là phải tiếp nhận cái này. Vì thế mà bên đó là tôi dự trù một tầng dưới với hai tầng trên. Tôi tính xin bốn tầng trên mà ở tỉnh không cho hai tầng thôi, không cho liền bốn tầng trên, không chịu thì thôi cho nhiêu làm nhiêu. Thì tôi tính ra cũng phải trên mười mấy ngàn chỗ mà tôi làm rất đẹp, vô đó rất thoáng. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị làm thì đừng có lo. Thí dụ tất cả ở đâu, chẳng hạn như ở ngoài Bắc đi, muốn vô cũng được, khỏi cần đem vô, gửi máy bay để vô đi tới chùa, rồi bưu điện nó đưa tới đây, rồi điện thoại nói người ta sắp xếp cho nha. Chứ để bay vô bay ra tốn tiền, ở đâu bất cứ đâu, kể nước ngoài luôn, chứ báo cho biết bưu điện nó tới đem tới đây là ta làm cuộc lễ, ta làm đồng lễ gọi là nhập cốt để cho nó yên lòng thì thoải mái. Chứ này không có hạn chế. Nếu mà về sau thiếu nữa, tôi bởi vì đây nó dài mà tôi làm thêm mấy chỗ nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Mẹ tôi tu theo đạo mẫu đã hơn 20 năm. Sau này nếu mẹ mất chắc không vào dòng tộc được, mà phải làm kiếp cô hồn.
Vậy có cách nào giúp mẹ tôi được vào dòng tộc độc, vào dòng tộc được không thưa thầy? Thì bây giờ có mấy cái bài kinh tụng đó thì cho mẹ tụng. Thứ nhất, bây giờ cái bài kinh An Vị Phật, nên nhớ cái bài kinh đó, nghe cái bài kinh đó vài lần, mà khi nào mà hành nắm chảy á, nghe được cái bài kinh đó hành nắm chảy thì chắc chắn chuyển được, chuyển được trở về theo thiền tông. Nhưng mà đọc trong cái bài kinh, cái bài kinh sám hối cũng không bằng, mà cái bình An Vị Phật trong có những cái bài mà ta nói về cảm ơn Đức Phật á, nghe được cái bài đó mà khi nào mà mình nghe mẹ đó, nghe mà cái hành nắm chảy thì chắc chắn là vào thiền tông được. Đó, phải để ý tới chỗ này thì tiếp nhận được, tiếp nhận chắc chắn là tiếp nhận được. Như cái bài kê này nó có cái lực ghê lắm, ông thần còn phải sợ cái bài kê này. Tất cả những cái nơi mà thờ phượng hoặc là thờ lão mẫu đạo gì, đưa ông Phật vô, đưa cái bài kinh này trong vòng 3 ngày mấy ông kia chạy hết, không dám đứng đầu, không dám đương đầu lên đâu. Nó phải hiểu này, thì mình phải theo cái này, muốn theo đạo điêu thiền tông thì phải theo bằng cái này, phá vỡ hết trên đất này, nó phá hết luôn, không có cách nào mà giữ được hết. Mà cái này là tôi mới nói là lần đầu thôi, chứ hồi xưa tôi chưa dám nói. Nó bây giờ đó thì nên nhớ tìm lại cái này, nếu người nhà mà ai mà không thích tu cứ đưa cái bài này nghe hoài, bảo đảm trong vòng một tuần tự nhiên là đi kiếm tên diệu, kiếm cái chùa thiền tông tu liền á. Rồi hỏi tiếp đi. Nếu giáo lý của đạo Phật không được xuất bản thì những nhà lãnh đạo, những nhà khoa học, những nhà vật lý học và những người đang tu theo đạo Phật có hiểu hết được cái tinh hoa của đạo Phật không? Giáo lý không xuất bản thì họ có nói đến tinh hoa đạo Phật mà họ nói danh từ thôi, chứ hoàn toàn cốt tủy họ không hiểu. Vì mình thấy mẹ ở đây này có nhiều vị thầy cũng nói là thiền tông, mà họ chỉ hiểu được hai chữ thiền tông chứ không hiểu thiền tông dạy cái gì. Còn thì nếu đúng ra cái này mình sống trong thế giới nhân quả và cái nguyên gỡ là do cái luật pháp, nếu mà luật pháp cho phép ra thì vẫn xuất bản bình thường, thì cái đó là cái phước cho dân tộc mình. Còn nếu luật pháp không cho xuất bản thì chán chịu chứ nói ra vậy. Mình sống trong luật pháp cho xuất bản thì dân tộc mình không còn mê tín dị đoan nữa. Còn nếu không cho xuất bản thì dân tộc mình cũng đi lại dài dài luôn. Đó là tôi nói thật. Nếu cho xuất bản, người nào nghe, bây giờ bởi vì tôi nói là cái quyển Trần Nhân Tông vừa phát ra, bất cứ người nào nghe cảm nhận được hoàn toàn mất mê tín, mất dị đoan hết, mất mê tín hết. Thì còn ở giáo lý cũng vậy, khi xuất bản ra nó quét sạch tất cả mê tín gì đó, nó trở thành một cái người chân thật, là do một vị toàn năng tròn giác đã làm ra cách đây 2563 năm tính tới bữa nay. Rồi hỏi tiếp. Thời kỳ thứ ba này là do các vị thánh lập đạo, như vậy các vị thần sẽ không xen vào việc lập đạo của các vị thánh, có phải như vậy không? Thời kỳ thứ ba này gọi là thời kỳ thánh chứ sao thời kỳ thần? Thánh thời kỳ thứ ba này là thời kỳ do các vị thánh lập đạo, như vậy rồi, các vị thần có xen vào không? Thần mỗi một người nó có cái nhiệm vụ, trước một toàn năng toàn giác là do vị thần, sau toàn năng là toàn giác là một vị thánh, mỗi người có nhiệm vụ. Bởi vì tại sao mà người ta lập cái đạo thánh? Đạo thánh là thường thường tại sao người ta gọi là thánh chiến? Có khi nào Phật chiến không? Không phải vậy đâu. Mà nó là thánh chiến, mình phải hiểu cái này. Nhưng mà cái này là cái chuyện của người ta, mình không nói. Nhưng mà cái này là thế giới đi theo cái chu kỳ của nó, thành trụ quại diệt. Vô cái bắt đầu cái thời kỳ thứ ba, đi vào quại để rồi diệt. Bởi rõ ràng ba thời kỳ lập đạo mà người ta bảo là tam giáo đồng nguyên là cái gì? Tôi không nói. Nó khó khăn cái chuyện này, nhưng mà bây giờ tại
tất cả những gì, tất cả cơ sở tu, mục đích là gì? Linh thiêng, ta mới cắt cái ông linh không ai cắt. Rồi sao đây? Ông Phật thì xóa cái linh nè. Trong kinh Kim Cang ông đã nói rồi, không linh trên đất không có linh gì nữa đó, không có cầu ai. Ông vừa sanh ra ông còn dám nói câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời ta là trên hết, ta là con người chứ không phải là ổng. Con người làm được tất cả, đây là cái duy ngã độc tôn của con, mà chỉ con người mới làm được nha. Cái ngã này là ngã của con người đó, chứ không phải ngã ông Phật. Ngã ông Phật là gọi là ngã Phật từ bi, ông Phật từ bi chứ không có làm cái này. Còn ngã con người 16 thứ, ông muốn xài nào nó đem ra nó xài hết. Nó phải hiểu thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Tánh Phật vào trái đất này để mượn thân con người tạo công đức đã rất khó rồi, nhưng tại sao khi muốn ra khỏi trái đất lại phải khó gấp 10 lần? Xin Thầy giải thích. Bây giờ tánh Phật là thấy nghe nói biết thanh tịnh, mà vô mượn cái vỏ bọc của con người với cái tánh người nó 16 thứ rồi sao thoát này? Nhào vô cái này 16 thứ mà cái đầu tiên là tưởng và tham, làm sao thoát? Thiền tông ra đời nó mới chặt nổi cái tưởng và tham này. Vậy tại sao ông thầy ông cầm một kiếm chặt 16 tánh người mà trước mắt ông chặt cái tưởng và tham chưa? Chặt từ trên đầu chặt xuống, chặt thoát được cái này thì mới mong thoát ra được cái quy luật này. Còn không có, đừng có mong thoát ra. Vì thế mà không có cái ai mà dám dạy cái giải thoát hết. Chỉ có Thiền Tông mới dám nói cái này thôi. Cứ vô đi, vô được cái tánh người rồi khó mà thoát ra, chứ phải dễ. Một cái tưởng và tham mà thoát không nổi mà cũng nó liệt thêm 14 cái nữa làm sao? Thì bởi vậy thành ra tánh Phật vô đây ở muôn đời là vậy. mười tỷ năm giờ ta nói ra ông Phật mới tổng là 8 tỷ mấy, rồi bây giờ bắt đầu phổ biến ông mà nó còn chửi. Rồi mấy cái người chửi rồi biết chuyện nào gặp lại đây, 1000 ông Phật nữa chưa chắc được gặp đó là cái này. Bởi vì sao? Đi đâu không phải còn làm người nữa đâu, mà vô làm thực vật mà gặp một cái cây mà cho đến mà từ khi trái đất nó hình thành tới giờ nó chưa chết rồi sao? Cái cây đó chưa chết rồi sao? Là bao nhiêu năm giờ hỏi tiếp đi. Con người vào thai mẹ 9 tháng 10 ngày thì được sinh ra, cớ sao vị tổ thứ 16 là Hiếp Tôn giả vào thai mẹ tới 60 năm mới được sinh ra? Xin Thầy giải thích. Không, thì nguyên tắc thế giới này là 9 tháng 10 ngày sinh ra. Ông kia ông mừng quá, ông nghe ông sắp làm tổ, ông nhào vô sớm. Dân sớm mà mẹ ông đâu có biết ông có bầu đâu. À, mà đợi đứng gần nghe thì mẹ ông mới biết có bầu. Ngày xưa ông không biết, bà già tưởng là không có bầu. Chứ thực mấy chục năm sau thì ông ra ông mới kể lại cho bà già biết. Ông kể cho ông tổ kế biết. Chứ sự thật mẹ cũng không biết mang thai. Nha, có nghĩa là ổng ẩn rồi, không có cái thai nào vô được hết. Ổng có mấy đứa em nhào vô của mình, ổng nằm dính ra trong đó rồi. Đó, tại vì thế mà khi sinh ra thì cái tổ sao mới hỏi ổng, ổng mới khai. Chứ sự thật bà già cũng không biết là mang thai 60 năm đâu. Bà già không biết, bà già tưởng là bà già không có thai. Giống như mình ở đây giờ không có con. Gặp hai người này nói chuyện rồi mới nói lại thì bà già mới ngã ngủ rồi biết à, ta đã mang thai mày tới 60 năm rồi. Giờ mày mới khai đó. Bây giờ ông vô ông giữ cái vị trí đó rồi, không có cái tung bóng thân nào vào vô. Chứ không phải là ở trong không phải mang thai 60 năm, nhưng mà tại vì hai người này nói nó mới khai ra. Chứ bà già lúc đó bà tưởng bà không có bầu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Quỳnh Thị Thúy ở tỉnh Long An hỏi: Trung ấm thân có công đức nhiều, rơi với tốc độ 900.000 cây số một giây, vậy rơi ra 2 cây số chỉ trong chớp mắt,
Vậy làm sao thử qua tiêu ba lần được ạ? Thì cái trùng ấm thần nó tê ra đó, thì nó ra được cái lực của quản lý của thần tự hành rồi đó, thì nó rơi vào cái, bây giờ nhớ cái trung ấm tâm mà vừa ra khỏi cái tay ông thần thì hoa tiêu xuất hiện liền, xuất hiện để gì chứ, dẫn đi ra ngoài cái bầu hoàng đạo á, ở đó đó đợi ông Phật mới biết rằng cái trái đất này thời gian bao lâu nó mới tới trung tâm vận hành luân hồi. Thì tới đó, khi mà tới trung tâm vận hành luân hồi, bởi vì nguyên trái đất to mà nó quay á, thì làm sao cái trung tâm quay nó không bằng một chiếc đũa, làm sao ai biết? Chỉ có ông Phật ông mới biết, ông mới lợi cái chỗ đó, ông mới xê dịch mình đến cái trung tâm vận hành luân hồi mới ra được. Chỉ có một Phật mới chỉ cái này ra thôi nha. Còn có vấn đề mà từ nếu mà vào trung tâm vận hành đi trở về Phật giới là 1 tiếng đồng hồ, mà trong khi đó cái an toàn tới 20 tiếng, đi vào cũng như đi ra, vào cũng 1 tiếng mà đi ra cũng 1 tiếng thôi, có nghĩa là chiếm 1/20 thời gian ở trong cái trung tâm vận hành luân hồi của hải triều âm và hải triều dương để hiểu thế giới này. Bởi vì một vị Phật mới dẫn vô được, còn không mấy không hiểu quay ngang, giống như bây giờ trái đất này nó quay thì biết chỗ đó là mọi người, nó quay trái đất nó quay đó là nó đảo 8 phương 4 hướng rồi, nó quay theo cái bầu hoàng đạo thì làm sao biết cái trung tâm nó nằm ở chỗ nào chỉ, mà trong khi đó cái trung ấm thân vẫn còn mang cái hình tướng của thân bằng điện từ, nó bị che nó không biết. Chỉ một vị toàn năng toàn giác mới biết được mở này. Mà vị Phật dẫn mình đến trung tâm vận hành, ông ngồi ông không dám vô trái đất đâu, ông cũng đi rì rì ở ngoài trái đất à, ông dẫn tới đó. Bởi vì 365 ngày có 20 ngày đi ra thôi, mình ông phải hiểu, ông mới dẫn mình tới cái chỗ đó mới đúng. Còn nếu không có thì mình nó quay hoài rồi cũng phải tiếp. Loài nào có tánh của loài đó nhưng không thấy bát quyết, các vị Bồ Tát thuộc loại tánh gì? Bồ Tát thì ta ở cái cõi tịnh độ thì nó là thuộc về, nó cũng là Bồ Tát, là cái tánh nằm là trong cái tánh tiên, nhưng mà sợ gì nói ra bằng tiên thì nó trùng lại với mấy tiên vật lý. Tiên nó có 2 loại, một loại ở cõi cực lạc và một loại ở trái đất này, thành ta không có đề cập, sợ lầm là cái tiên mà ở thế giới, tiên mà bồng lai tiên cảnh ở đây nè, còn cái tiên mà cực lạc nó nằm ở trên cái bộ hoàng đạo ba đó, nó sợ chỗ đó không. Bây giờ hỏi ta mới nói, ta sợ thì lầm ở chỗ này. Rồi hỏi tiếp. Một người trước khi chết vài ngày thường hay gặp các vị thần hay là dòng tộc cha mẹ đến, như vậy các vị thần hay dòng tộc cha mẹ này có báo với người sắp chết là đến đón mình không? Thấy cái gì thì vào cái đó, có nghĩa là thấy 2 cái thì được. Mà khi đi ra, khi mà ra tới giờ đó là mình phân định như thế nào, lưỡng lự, nửa muốn đi Tây, nửa muốn đi Tàu, đi đâu nó cho mình. Tôi muốn đi Tây thì đi Tây, muốn đi Tàu đi Tàu. Thì giống trong này, ở trong dòng tộc hay là làm thần hay làm cô hồn, thì cái đó là cái chuyện là do cái người đó quyết định, chứ cũng không ai được. Mà cái đó quyết định nhưng phải với có sự đồng thuận của thần thừa hành. Nó chứ rồi ở trong cái đó là anh phải có cái nghiệp đó người ta mới cho vô, chứ phải không có nghiệp đó người ta cho vô. Phải hiểu cái này, do cái nghiệp nó quyết định hết. Mà cái quyết định đó là do cái ông thần thừa hành, ông thực thi. Nhớ là thần thừa hành là thực thi nhân quả. Rồi có hỏi tiếp. Những người có phước đức vô lượng như là ông Bill Gates, vì sao muốn truyền thiền thì phải truyền riêng khác hẳn với mọi người khác? Bây giờ nếu mà nói về cá nhân trường một ông Bill Gates, ông có chết ông về trên cõi hữu sắc mở rồi, để chỉ đúng 10.000 năm ông quay lại, ông tiếp nhận cái nền văn minh. Ông Bill Gates hoàn toàn không, bây giờ nhà khoa học chứng minh rằng ông Bill Gates không học mà ông làm được cái điện từ này.
Đức Phật Thích Ca không học mà tiếp nhận được cái đạo này đó. Như ngày xưa mà nếu mà ông Thích Ca nó không tu bỏ quái này, ông ai nghe đó, thì đạo Phật nó không tồn tại tới bây giờ. Bây giờ khi mà văn minh cao rồi, nó có một con người ta chứng minh rằng thực tế trong cái đất này nó là như vậy, ai nắm được cái công thức thì tự nhiên làm thầy cái đó thôi. À, phải hiểu cái thế giới này là nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Ở trong tam giới này là thành trụ hoại diệt, tại sao nền văn minh không gian không thành trụ hoại diệt mà tồn tại để chư Phật và các nhà khoa học lấy xuống? Đấy là bạn. Ai nói trong văn minh không gian không có thành trụ hoại diệt? Không, bây giờ mình ở đây mình sống mình ăn, cái lên đỉnh cũng phải sống ăn vậy làm sao? Sống ăn thì nó phải đi theo thành trụ hoại diệt. Ở lên đỉnh cũng được. Có lẽ đây giờ mình 40 tuổi lên ở ngoài 40 tuổi hoài. Đúng năm nó cũng lên tuổi chứ làm sao phải là thành trụ hoại diệt? Trong không gian là bất cứ đâu nó cũng đi theo cái quy luật nhân quả, do cái điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi nó mới sẽ thành cái quy luật này. Nếu mà không có cái điện từ quay này thì nó rã, mà ở đây thì nó mới cuốn hút theo quy luật vật lý thành trụ huệ diệt. Chứ ai nói lên ra ngoài không gian mà hỏi đến trời độc hoàng đến cực lạc mà cũng có thành trụ rồi chứ. Ở đây sống một 10 đây mình đây sống 100 năm, Thượng Đế sống 1000 năm, còn cực lạc sống 10.000 năm cũng tới. Bởi vì nước cực lạc nó tương đương với một lần trái đất bị thành trụ qua diện. Để chi? Để cho những người, bây giờ tất cả những người này nói thật, chế bom nguyên tử, chế điện, chế bất cứ gì mà của được văn minh, khi chết trở về đó hết. Để chi? Để khi nào văn minh trở lại thì trở đây tiếp tục làm. Duy nhất chỉ có ông Thích Ca đi ra rồi khác vô, chỉ có cái con người mới thoát ra cái quy luật này. Chứ giờ quên chết nha, bây giờ nó ông chết đi, ông đi đâu? Ông đâu có làm ác gì, ông làm phúc quá chừng mà ông giúp bao nhiêu người vui sướng phải không? Thì giờ chết đâu phải lên đó, để chỉ đúng chu kỳ ông trả lại, chứ đúng 10.000 làm chu kỳ lại. Ông mới học lớp 11 mà làm gì, ông có thua rồi làm sao? Chưa có bằng gì hết, chưa có bằng đại học luôn, chưa có bằng trung học à, mà tại sao ông chế được cái này? Thì ông lấy được cái nền văn minh không gian mới làm. Vì thế nhờ những cái này từ ông Warren Buffett, Bill Gates, Tuppy gì đó, mấy ông này hoàn toàn là những khoa học cao không á. Thì ông chết ông vậy đó, để khi tới khi mà nền văn minh tự nhiên học là xong mình làm biết điện. Ông nói ông mơ ông thấy sao ông biết. Ông lấy 20-500 á, ông quay nó ra điện, ông chế ra cái giải pháp điện từ cái lúc nhỏ nó phát triển lớn ra. Thì ông cũng lấy cái nền văn minh ông làm chứ ông học ai đâu, ai dạy ông. Thì ở đây thế giới này ta gọi là nhà phát minh, chứ sự ta không có phát minh gì hết trơn. Tự nhiên ông nhớ là thôi nha. Giờ hỏi tiếp đi. Thưa bác, hình dáng của Thánh Phật là một khối tròn nhỏ, vậy hình dáng của chư Phật ở Phật giới là như thế nào ạ? Cái chư Phật đó thì đấy, bây giờ là tôi nói giống như một cái trứng cá này, thật nhỏ này. Nhưng mà trứng cá nó cấu tạo bằng điện từ quang, trong cái điện từ quang đó thấy nghe nó biết nó vậy. Khi nó vô đây tạo công đức về chỉ thành cái trứng cá lớn, nó thành lớn. Nhưng mà khi mà người ta toàn năng vậy, bây giờ ta ống hiện ông Phật hiệu gì, cái kiểu gì là ông hiện. Và ông muốn di hành từ đây đi kia, ông đi bằng tốc độ điện từ quang. Mà đây bây giờ tốc độ ánh sáng mình là 300.000 cây số một giây, điện từ âm dương đi 900.000 cây số một giây, điện từ quang nó đi gấp 10 lần. À, thành nó cứ di chuyển người ta rất nhanh. Cũng như mình ở đây này, mình nói đây từ Việt Nam mình qua Mỹ là 20.000 cây số, mà đi trong vòng 1 giây tới rồi. À, thì mình thấy còn cái kia người ta là không phải đi 1 giây nữa, mà đi có 1/10 giây đó, thì vừa mở miệng bên này mở bên kia tới rồi. Nó phải hiểu
thế giới vật chất nó đi bị sức cản, còn thế giới và điện từ nó cũng cản và nó ít hơn, và tùy theo cái loại điện từ. Rồi cũng hỏi tiếp đi. Thưa bác, thế tam giới thì rộng lớn vô cùng, như vậy tại sao trung tâm vận hành luân hồi của nhân quả lại nhỏ như cái kim? Thì cái này cái sức quay, bây giờ mình mới hiểu vậy này. Mình đem trái banh mình quay, nếu mà mình có cái kiến hiển vi điện tử gọi ra, cái chỗ không quay của cái banh đó là bao nhiêu mình không thấy. Còn nếu bởi vì thì cái địa cầu nó quay thì cao đó mà mình cũng thấy bằng cái kim thôi, nhưng mà cái tam giới nó quay tương đương một cái chiếc đũa đó, như thế thì mình phải hiểu cái quy luật, gọi là ở đây là quy luật vật lý. Ai mà học được vật lý á, thì mới hiểu được cái này, còn không hiểu á, thì dường như là nghe rồi không hiểu rõ. Bây cái quay cái bây giờ mình nói là cái banh mình để mình quay một cái nó quay vòng tròn á, cái chỗ không quay nó là bao nhiêu, chưa chắc cái kim còn lớn hơn đó. À, mình phải hiểu thế giới này. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, chư Phật là đấng toàn năng toàn giác, vậy tại sao khi ở Phật giới chư Phật giao tiếp với nhau lại có cái mã số riêng? Ví dụ hai vị Phật giao tiếp với nhau thì những vị Phật khác không nghe được. Mình ở đây giống như cái lò, bây giờ dân minh ta mới hiểu. Ví dụ này tôi nói ai cũng nghe vậy, vậy tôi muốn nói một cái người A nghe là sao? Tôi dùng cái điện thoại riêng, hai người nghe thôi. Bây giờ ví dụ toàn năng toàn giác, một vị Phật muốn nói cho nhiều vị Phật nghe thì người ta đưa cái tần số khác. Còn nếu mà một ông nói cho một ông nghe thì cái tần số khác, người ta mới gọi là toàn năng cái chỗ này. Làm được từ con vi trần cho đến một cái hành tinh, ta làm được cái này, gọi là toàn năng toàn giác. Giờ hỏi tiếp đi. Thưa bác, sống ở thế giới này phải sống như thế nào gọi là người biết nhân quả đúng theo lời Phật dạy ạ? Lười biết hả? Dạ không, sống ở thế giới này là phải sống như thế nào để gọi là cái người đó biết là nhân quả, biết nhân quả, sống đúng theo lời của Phật dạy. Sống như thế nào để biết cái gì? Nhân quả. Biết nhân quả. Trời ơi, mình đi học mình biết chứ sao, chứ trời. Có nghĩa là con người do đây vô minh hoàn toàn. Và nếu mà không học cái vụ nhân quả ai biết sao? Thì cứ làm. Bây giờ mình tính là ông bà cha mẹ mình chưa biết cái đạo Phật, đừng có nói chi thiền đâu. Thế ông cũng sống cách bình thường, sớm mơ thì cũng quét nhà rồi quét sân rồi nói bụng làm cô đi sống vậy thôi. Nhưng mà đâu có biết cái ông bà, đâu có biết cái nhân quả là cái gì. Tại sao không có cái mặt ở cái nhà này? Tại sao không có mấy đứa con này, có ông chồng vậy, có bà vợ vậy? Không có, không có hiểu. Khi nào học mới hiểu. Thì muốn biết thì muốn biết cái gì thì là cái gì? Đạo, tất cả các đạo người ta đã có dạy hết. Đạo Chúa thì có dạy công thức là phải kính Chúa, muốn lên với Chúa, ở thì lại Chúa, cầu nguyện Chúa, cúng cho nhiều, xây nhà thờ cho nhiều thì lên thiên đàng ở. Đây là đúng quy luật chứ đâu có sai. Bên đạo Phật cũng vậy, muốn ấy thì cứ cúng Phật, lên cực lạc ở. Khi vô này thì mới hiểu cái nhân quả, nhưng mà tất cả những kia không có hiểu cái nhân quả mà chỉ biết rằng làm phước gặp phước thôi, không ta không nói tới nhân quả. Duy nhất thiền tông mới có phân tích nhân quả thôi, còn nếu ngoài thiền tông hoàn toàn không ai phân tích cái nhân quả hết. Thành ra ông bà cha mẹ mình không hiểu gì thì gọi là ta làm sao biết nhân quả, mà chỉ nghe người ta học và nói lại thôi. Mày đừng có làm ác rồi mày gặp ác, ta chỉ nói vậy thôi. Chứ sự thật người ta đã nói nhân quả trong đó rồi, nhưng mà ta không giải thích rõ được. Rồi hỏi tiếp đi. Vị tên Trang ở Đồng Xoài có hỏi 6 câu như sau. Câu hỏi thứ nhất, người tu theo pháp môn thiền tông sau khi mất, nếu không mặc đồng phục của thiền tông thì có nhân quả gì không? Hỏi lại. Người tu theo pháp môn thiền tông sau khi mất, không mặc đồng phục của thiền tông thì có bị nhân quả gì không? Mặc cái sắc phục của thiền tông mà. Dạ. Cái đó có chuyện cho thế gian thôi.
chứ còn mình mất rồi là do cái trung bản thân mình chứa, chứ còn cái này cái ăn mặc này là cho thế gian không, chứ đâu có vô đó mặc cái này nữa. Đốt cháy mẹ đi, nó vô trong là thiêu nó đốt rồi còn đâu ăn mặc nữa, thấy không? Nó thì nó cho thế gian là thành tựu trong cái mà đi về Phật giới là vô cái công đức. Công đức bây giờ vô đó, trung bóng thân nó có hiện hình như vậy, nó là cái bóng thôi. Nhưng mà vô đây điện từ âm quang, điện từ âm dương nó tan rã rồi, duy nhất chỉ còn cái tánh Phật và công đức thôi. À, chứ còn qua đó nó xóa cái nhân quả rồi, đi ra ngoài là không có nhân quả nữa. Trong thế giới này gọi là có nhân quả. Rồi câu hỏi tiếp đi. Và nếu muốn thực hiện đúng nghi lễ của pháp môn thiền tông thì phải làm sao? Giờ mình tu thì mình tu mà về thôi, giờ pháp môn thiền tông sao vậy? Pháp môn thiền tông này nó phổ biến ra là để những người ta hiểu rồi có công đức vậy thôi. Vậy ta biết thứ nhất mình đừng có tạo cái phước đức và đừng có tạo ác đức. Thiền tông ra đời lễ là nói cho rõ lại mình ở đây mình học là cho đúng, muốn về Phật giới thì hành cho đúng, còn không hành cho đúng biết đi nói chuyện trên trời dưới đất đi. Giờ nó bị nhân quả đáng chịu quá, thấy không? Cái thiền tông ra đời để nói cho biết rõ ràng sự thật từ hữu hình cho đến vô hình là thiền tông mục đích gì, rồi quy luật luân hồi như thế nào, công thức trở về Phật giới như thế nào, thiền tông muốn nói cái này. Rồi hỏi tiếp. Thần con vừa mới sinh ra thì có thần thông hay chưa? Hay khi nào thì mới có thần thông? Nếu mà một vị thần mà tái sinh làm người á, ban đầu á, nó có cái năng lực này nhưng mà nó không làm được. Đợi khi nào nó hoàn chỉnh rồi, nó phải tôi luyện lại, khi mà nó học, khi mà nó thực hành lại thì nó phát, nó dễ hơn cái người thường. Bởi vì cái người thông minh là sao? Là kiếp trước người ta đã học nhiều mà bây giờ người ta tái trở lại, ta học giỏi hơn người kia. Còn kiếp trước mù chữ, tới này học cũng mù chữ. Kiếp trước làm bác sĩ, trở lại đây làm vô rất lẹ, học rất lẹ. Giống như nó đồ lại vậy thôi. À, thế giới này nó phải vậy. À, thầy đã từng nói là pháp môn thiền tông là pháp môn cực dương, nó có thể đưa con người ta đi lên, cũng có thể đưa con người ta đi xuống địa ngục. Vậy thầy hãy liệt kê ra những việc làm mà đưa mình đi xuống địa ngục. Là liệt kê đi. Bây giờ thiền tông, quý vị cái đã truyền thiền đi, rồi bây giờ đi vô đình vô miếu lại đi, rồi nói tu xưng ông này dáng là giống làm bà kia dáng thế, rồi xuống cấp tốc luôn, không phải đợi đúng hết tuổi thọ luôn, mà nó đoạn mạng mình trước khi mình tới tuổi thọ. Cứ nói đi, tất cả những người Phật gia thiền tông mà thiền gia mà cứ đi xem bói đi, tổ chức đi xem bói đi, tổ chức đó tôi là trên trời xuống mà, tôi là Ngọc Hoàng xuống rồi, thế nên xưng không quá 3 năm thôi mà là đi vậy. Cái này là quy luật chân quả, là cái này là nặng nhất, nó khóa luôn, nó khóa trước quy luật. Vì thì tại sao thiền tông ra đời mà có nhiều người chết bất đắc kỳ tử, tôi không nói, tôi nói trước cho biết. Rồi hỏi thì cái này thì hỏi sơ thôi, không nói nhiều. Thầy có nói ngộ đạo cũng bằng cành hoa sen, mà về Phật giới cũng bằng cành hoa sen, là sao con chưa hiểu rõ? Ở thế gian này ngộ đạo thì ông Thích Ca ông cho người ta kiến tánh bằng cành hoa sen. Nước cực lạc ông A Di Đà cũng kiến tánh bằng cành hoa sen, chứ có khác đâu. Nhưng mà nó khác cái là cái địa cái hành tinh thôi, hành tinh trái đất và hành tinh tịnh độ thôi. Tất cả đều ở trên trời ha, ở trái đất này kiến tánh bằng cành hoa sen hết, không có cách nào khác hơn. Rồi câu hỏi tiếp. Sao gọi là hoa tiêu mà không gọi là một cái tên khác? Khi người có công đức mất thân, có biết và nhớ cái hoa tiêu đó hay không? Chữ hoa là cái sáng, mà mình đây gọi là cái bông á, cái bông đó sáng. Tiêu là cái mục tiêu,
cái mục tiêu nó sáng, mình đi theo bằng cái mục tiêu này. Nó đúng là tiếng bình dân gọi là cái, mình gọi là hoa tiêu. Thì giống như là ở ngoài biển đó, người ta dẫn tàu đi thì nó có cái thuyền gọi là hoa tiêu, đi theo cái đó, đó đi theo cái điểm đó, đó nó mới đi được. Nếu không có hoa tiêu thì nó đụng đá ngầm. Còn mình ở đây nếu không có hoa tiêu đi ngơi đi lạc thì vô thần cũng dẫn mình đi rồi sao. Thành bắt buộc cái hoa tiêu, phân tích cái hoa tiêu rất rõ ràng. Hoa tiêu Phật, một vị Phật là trong sáng, vàng trong sáng, không một chút bụi trong đó, không một chút hình ảnh gì trong đó. Đây là kinh Pháp Bảo Đàng đã nói rất rõ. Thứ hai, nếu mà trong cái hoa tiêu đó bất cứ có cái gì là do vị thánh làm, mình đi theo ổng rồi vô nhập bọn với ổng luôn á. Khi mà vô nhập bọn rồi thì đừng có mong chạy ra. Giống như mà mấy người mà đi tới điểm A qua điểm B mà làm cái gì gặp mấy cái lừa đảo đó, dẫn mình đi được đâu là mình chết. Thành ra muốn từ chỗ này qua chỗ kia làm thì phải có cái công ty rõ ràng, công ty dẫn mình đi nó không sợ lạc. Còn công ty ma là sao, nó dẫn mình đi thì nó lạc. Còn cái hoa tiêu này gì, hoa tiêu Phật thì nó là vậy đó, nó sáng vậy thì không lạ. Còn hoa tiêu kia là sao, của mấy ông thánh hoặc là ông thần cũng làm, thì mình theo cái loại người ta, vô loại người ta. Đã vô rồi thì nó nhuộm rồi, vô loại thần nhuộm, nhuộm điện từ thần, nhuộm vô cái loại cô hồn, nó nhuộm điện từ cô hồn, thì mình giống như người ta. Vô loài nào mặc cái áo người đó là nó trở thành người đó. Phải chú ý cái phần này. Giờ có hỏi tiếp. Có một vị giấu tên có hỏi như sau: có một vị tự nhận mình là đệ tử lớn của Đức Thế Tôn khi Thế Tôn còn tại thế, nay quay lại để làm nhiệm vụ Thế Tôn giao, tương lai sẽ thay thầy Nguyễn Nhân cầm đuốc Như Lai. Người đó đã ly dị vợ, đi giảng pháp khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, nhưng đồng thời cũng có mối quan hệ tình cảm với rất nhiều người nữ cùng một lúc. Người đó giải thích rằng mình đang trả cho hết nghiệp ấy. Bây giờ người đó nói rằng muốn lấy vợ để yên ổn, tập trung lo nhiệm vụ Thế Tôn giao. Và giải thích rằng tánh người muốn lấy vợ, còn lúc sống bằng tánh Phật thì vẫn là người cầm đuốc Như Lai, không liên quan gì đến tánh người. Như vậy người này có đúng là thiện tri thức không? Có phải là người cầm đuốc Như Lai không? Xin thầy giải thích giúp. Cái người đó nó thuộc về thánh thượng đẳng à. Chứ không phải thánh bình thường, thánh thượng đẳng. Đó là thánh cao hơn thánh. Còn nếu mà nói nó mà sứ giả thì đưa cái giấy ông Thích Ca đây. Ông Thích Ca ổng đã từng nói cái bà này trong kinh Diệu Pháp đi qua, sau này bà phải dạy con phủi cái này ra. Mà trong kinh Diệu Pháp đi qua là long nữ dạy thành Phật, thì đây nó có nó kinh sách đàng hoàng mà đưa cái quyển giáo lý và cái quyền ký và cái quyển Đức Phật dạy tu thiền đàng hoàng, nó có ba cái bản này. Mà bây giờ cái quyển mà Đức Phật dạy tu thiền tông đã công bố ra rồi, giáo lý công bố ra, quyền ký công bố 60% rồi, còn quyển giáo lý chưa có. Mà chị nào nếu mà nói ông Thích Ca ấy thì đưa giấy đây, tôi bàn giao cho. Rồi sao tôi giao bàn giao này, rồi tôi bắt công giữ 60 năm cái chuyện này, tôi xây chùa tôi giữ này, rồi tôi bị chửi bao nhiêu. Tôi chửi biết bao nhiêu thì về lại đây tôi giao cho, đưa tờ giấy tôi giao. Chứ giờ biết sao, nếu mà ông Thích Ca đưa thì cũng phải đưa cho bà thiền sư Ni Đức Thảo này có rõ ràng, có quyền ký giáo lý đàng hoàng. Còn kia có không? Phải có giấy giới thiệu, ta là Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ nông nữ phải giao lại cho ông này thì tôi đưa cho. Nguyên tắc không vậy, phải làm cái gì phải giấy tờ. Chứ không có nói đừng có chơi cái kiểu lừa đảo mà ra ngoài đường đó. Tôi là chủ tịch nước cho tôi biểu lạm này, đưa đây, đưa giấy giới thiệu đây thì tôi mới đưa. Con này ông nói tôi đâu có làm sao tôi tin được. Thì trong này có nói là người nào nói vậy là kẻ siêu lừa đảo. Nên hiểu cái câu đó, nhớ không? Siêu lừa đảo là gì? Lừa đảo ít còn nữa là siêu. Nó thì chứ siêu
Những người chết vì tai nạn giao thông, họ có biết trước được cái chết của họ hay không? Biết sao không biết? Mấy giây trước biết rồi, lúc đầu vô xe là biết rồi. Mình chạy ẩu là biết rồi. Trời ơi, bắt đầu trong mấy giây tới là mình biết đầu chung vô cái xe là biết mình sắp chết rồi. Tao là không biết. Giờ hỏi tiếp đi. Người tu theo pháp môn thiền tông nhất quyết một lòng tạo công đức để về Phật giới, nên phước đức và ác đức không tạo nữa. Và cái tưởng của tánh người, công đức do cái tưởng của tánh người mà công đức bị bôi đen, và vì vì các tánh người, cái tưởng của tánh người rất lớn, lỡ con không về được Phật giới mà phước đức của con không có thì sau khi chết con sẽ về đâu? Chứ về đâu là do cái trong cái bản thân mình nó chứa ông thần thực thi nhân quả, mình làm sao biết? Là do cái trong tu thân mình chứa cái gì thần thực thi nhân quả mình, chứ giỏi tu sao tôi biết? Cho nên mình làm gì tự không biết. Cái bằng lúc đạo luân hồi muốn đi đâu thì ở trong đó nó hiện, và cái đó là hỏi ông ơi, thì tôi cũng biết, nhưng mà ông thần thực thi nhân quả nó ở cái số này nữa là xúc vật đó, rồi nó đẩy nó quằn xuống. Ăn thua đi về đâu là do cái trung bản thân mình chứa cái nghiệp thì mình mới đi được, chứ làm sao giờ biết? Hỏi cái này hỏi chung chung tao biết. Rồi hỏi tiếp đi. Người đạt được bí mật thiền tông mà không triệt ngộ được thiền tông có sống tự nhiên thanh tịnh được không, và có giải thoát được không? Giải thoát hay là không thì tôi nói là cái giải thoát không là do cái công đức, có nghĩa là mình ở đây ông thần ông nắm mình thì đừng có mong giải thoát, đi luân hồi. Còn nếu muốn giải thoát, công đức cho nhiều ông thần không dám rớ mình thì mình muốn đi đâu mà đi, mà mình muốn đi tất nhiên là mình không nằm ở trong quy luật vật lý này thì mình phải đi ra ngoài sức hút điện từ âm của trái đất á, thì ra đó ông Phật rước mình đi để ông dẫn mình về, với điều kiện là trong trái đất này âm dương không dính nó chê, bởi vì trong trái đất này là trái đất âm dương, còn cái công đức là trên này nó chê nó bỏ đi ra ngoài. Mình hiểu cái nguyên tắc này chứ còn không đề, không có ông thần ông thánh, không có cầu nguyện ai rồi trên ha, có nghĩa là tạo công đức đi ra, đi qua đem cái gì đi qua chỗ khác xài. Còn ở đây dương thì lên trời, âm ở đây, mình hiểu cái thế giới này nó đơn giản vậy, mà tại mình không hiểu rồi mình tưởng tượng tùm lum tà la thì nó ra nó sai. Rồi có mở tiếp đi. Tần số bao nhiêu thì lấy được đạo Phật trong không gian? Cái này tần số vậy, anh có cái nhiệm vụ. Bây giờ tôi hỏi cho, bây giờ nè, ngồi ở đây nè, ai thấy được cõi vô hình? Bây giờ suy nghĩ đi, chứ ở đây chứ người thấy cõi vô hình thì có cái điện, có cái điện thoại 3G 4G nó thấy, còn mà nó có mà làm sao thấy? Có nghĩa người nào có cái tần số đó thì người ta mới thấy được. Thì đây giống như ai có cái điện thoại, cái điện thoại có hình thì người đó tự thấy được, chứ làm sao biết? Rồi hỏi tiếp. 10 danh hiệu của Đức Phật các vị tổ thiền tông có được có hay không? Không, danh Phật 10 danh. Bởi vì Thế Tôn ai dám đây mà nói ai nói được chữ Thế Tôn? Thế là thế gian tôn kính, ai có cái tư cách này? Chỉ một vị Phật thôi, 10 danh hiệu Phật ngoài đây mình phạm phu không? Chứ đâu có ai là Thế Tôn đâu. Thế Tôn là việc toàn năng toàn giác, mà mình ra đây mà tôi biết chỉ có chút xíu thì tôi nói ra thôi, mà cũng nương theo cái quyển sách tôi nói chứ tôi có biết gì đâu. Đọc tới đọc lui mấy chục năm tôi tự nhiên tôi thuộc, tôi nhớ, giờ nó hỏi tôi nói chứ xin lỗi không có cái quyền ký nào ông nội, tôi nói tôi xin lỗi, tôi cũng đi xuống núi Sam tôi lại xói đầu luôn á. Nhưng mà tại tôi có tôi biết, tôi cũng lại nhiều bây giờ cái gì ở đây biết cái quyền cái giáo lý đạo Phật rồi thì cái vụ đó của hồn nó tụt xuống, mình biết vậy thôi chứ làm sao ấy, phải không? Thành ra cái gì không hiểu thôi, chưa học là chưa biết chữ, đi học là biết chữ, hết mù chữ, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi con Nguyễn Văn Tiên hỏi, củ quyền thất tổ của mỗi gia đình là ai ạ? Củ là chính,
chính đời ông bà cha mẹ thất tổ là bãi cho ông tổ hồi xưa là mình làm gì mình ta nuôi cho mình á, bãi ông mình á, bởi vì thành ra bây giờ này nói là thí dụ ông đó là tôi ông đó là làm tổ thứ mấy trong cái gia đình đó, là tổ rồi người ta kêu bằng cố trở lên vừa rồi là tổ nha. Thì cái đó là mình nói cho nhớ cái dòng mình thôi. Lúc đó tôi nói ngày xưa đó, tại sao mà nước Việt Nam mình đó, từ khi cái bộ lạc mà ở trên ở bây giờ cái gốc của mình đó, thì ở Dương Thành, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bây giờ cái di tích Triệu Đà Trọng Thủy Mỹ Châu nằm ở đỉnh đó. Khi mà tổ tiên mình đó là ông Kinh Dương Dương, ông lập cái bộ lạc, từ ông lập cái bộ lạc Hồng Vàng rồi ông mới bắt đầu tuyên bố thành lập nước. Mấy ông Trung Quốc không chịu, lập đánh lộn không cho ông lập nước mà. Vì thế mà ông mới tuyên bố này, ta là quỷ này, chứ không phải tụi bay thường đâu, tụi bay xem tao lập tụi bay chết. Ông dám xưng vậy đó. Vì thế mà ông xưng quốc gia đầu tiên Việt Nam này là xích quỷ, quỷ về bằng quỷ cột cói à. Có vẻ ông Tàu cũng bảo sợ đi, ông cho lập quốc Hồng Vàng. Sau này kêu mà Lạc Long Quân, Lạc Long Quân ông đặt là nước Giang Lan. Và Âu Cơ thì ông Lạc Long Quân ông còn chơi độc hơn ông Trinh Duyên Dương. Ta đó là trên trời sơ xuống á, ta nè, vợ ta nè, đem 100 trứng rồng đẻ rồng, ông lựa 100 nam nữ nha, rất đẹp, làm trong cái hoàng cung. Ta là vậy, ta là rồng, vợ ta là tiên, đem 100 trứng rồng xuống đây để thành lập nước Việt Nam, thôi đi, nước Giang Lan. Em chỉ ở trong nghe sợ, nghe con rồng cháu tiên hết. Vì thế mà hàng năm ổng có tổ chức cái buổi lễ gọi là dòng giống Lạc Hồng, mà bây giờ mình lấy làm cái gì, làm tổ kia bằng dỗ tổ Hùng Dương, chứ đúng là cái buổi lễ dòng giống Lạc Hồng để hù với ông Trung Quốc. Thế là cái lý do này, thành ra mình phải hiểu cái thế giới này muốn làm cái gì nó phải hùng dũng mới làm được. Còn bao nhiêu bây giờ mình thấy nè, mà những cái nước mà sau này mình thấy Việt Nam mình xâm lấn ngay từ từ ở Nghệ An xuống ra tới đây, bao nhiêu quốc gia Trung Quốc nó đập mình lễ xuống, sau cùng là công chúa Huyền Trân lấy cái gia trang chế bụng ra cho dân cái trần dân luôn cái nguyên một cái quốc gia. Thế không phải vậy, thành ra cái gì nó phải có cái đầu có cái đuôi. Nhưng mà nói luôn, bây giờ ra mà nó quay hùng lắm, nhưng mà thì cũng lúc đầu cũng dữ lắm. Thế giới này mà không dữ thì không vừa không thành lập quốc được. Rồi có ý gì đâu đây, lặp lại thế này. Phật gia Thiền Tông nếu muốn cúng cho củ quyền thất tổ vào rằm tháng 7 và Tết Nguyên Đán thì phải cúng sao cho đúng à? Cúng Nguyên Đán thì cúng được, chứ củ quyền thất tổ mà cúng rằm tháng 7 thì sao được. Rằm tháng 7 là cúng cho cô hồn, mà rằm tháng 7 thì phải cúng chùa, ở chùa, về chùa cô hồn ta tới. Chứ cái nhà mình tự nhiên cúng riết mà nó quen, muốn cúng mình cúng không ngoài rầy, nhưng mà riết nó quen ha. Mình nên nhớ rằng cái chùa là nó cái tập hợp của nhà mình, đừng có bắt chước mà cúng rằm tháng 7 ở nhà không được, đừng có làm cái chuyện đó. Đó mình tu Thiền Tông là giải thích rõ ràng, từ đó từ ly từ tí thì nên nghiêm chỉnh chấp hành. Bởi vì thành ra Phật một Phật gia rồi, Phật tử Thiền Tông còn chấp nhận Phật gia, lên cái cấp Phật gia thì đừng có làm tầm bậy. Làm tầm bậy giờ mình tạo bao nhiêu cũng đức cũng không xài được hết. Nó đưa vào cái quy luật nhân quả trái đất này. Rồi hỏi tiếp đi. Là một Phật gia Thiền Tông khi cúng ở bàn thờ gia tiên có phải lại không? Và là nếu lỡ trót lại rồi có bị công đức có bị bôi đen không? Lại gì? Lại gia tiên hả? À, bàn thờ gia tiên
khi cúng có được lại không, và nếu lỡ lại rồi có bị bôi đen công đức không? Cái cúng thì không ai cấm, nhưng mà cái lại không được. Ví dụ gia tiên là tổ tiên mình ở trong này gọi là cửu quyền đó, miền Bắc người ta gọi là gia tiên, chứ là miền Nam gọi là cửu quyền, là bảy đời, cha mẹ bảy đời là cửu quyền. Mình cũng nói là bây giờ ngày lễ nếu mà ông bà còn ở lại thì hưởng, còn nếu mà giải thoát hoặc là đi hưởng các đó thì thôi, thì bổn phận con cháu phải làm nói lên cho biết rằng nếu ông bà còn thì hưởng không có gì thôi, chứ đâu biết là bảy đời có ông nào còn đó. Theo cái thế giới nhân quả này, trong vòng 49 ngày là dứt khoát không còn ai hết. Một là làm cô hồn, hai vô dòng tộc đi luân hồi, ba giảng sanh đi đâu hoặc là trả nợ mấy cái kiếp kia. Thì mình phải hiểu này, mình phải giải, nhưng mà phải giải, mình phải nói bây giờ tới cái rằm đây là cái văn hóa. Thì tới ngày tư Tết thì cũng có trái cây hoa quả thì cúng tổ tiên thôi, còn nếu tổ tiên còn thì hưởng dụng, không còn thì chút xíu còn đem xuống còn hưởng dụng. Chứ mình cúng mình ăn, chứ tổ tiên là có ăn miếng nào đâu. Nhưng đây là cái văn hóa. Rồi hỏi tiếp. Ở nhà có bàn thờ theo phong cách thiền tông, tức là có vị Phật ở giữa và hai vị Bồ Tát. Như vậy ngày mùng 1 và 15 hàng tháng có phải cúng như gạo hoặc là bánh hoặc là cơm được không ạ? Và có lại được không ạ? Ông Thích Ca với hai Bồ Tát đâu có ăn đâu. Có nghĩa là mình ở trong gia đình mình trang trí bàn thờ tư Tết, vậy ngày rằm đó mình trang trí thôi, gọi là trang trí để chi? Rồi mình muốn làm rằm mình nói gì đó, chút xíu đem xuống mình ăn, chứ ổng quả cũng đâu có ăn đâu. Nhưng mà làm cái này đó là cái hình thức cái lễ để cho người ngoài ta vô ta thấy. Thứ nhất mình mà trang trí một cái bàn thờ rất đẹp, người ta thấy người ta cũng thích, người ta theo mình rồi sao? Tự nhiên rồi mình dẫn ta đi, ta hiểu mình có công đức. Đây là cái hình thức để tạo công đức, nhiều cách tạo, chứ không phải mà cúng rồi ông Phật đâu ngồi đó ăn. Ở đây bây giờ đó, từ khi mà cái chùa này thành lập ra, tôi do giáo hội cúng dữ lắm. Nhưng mà khi tôi mà công bố vị trí là giáo hội không có cúng rồi, ổng đâu có la tôi ngày nào đâu, ổng đâu có, ổng nói tôi sao không cúng gì vậy lại ăn. Nếu ổng nói vậy tôi hỏi ổng liền, ổng dạy kinh Kim Cang chi vậy? Nếu ổng nổng nổi rồi đó tôi hỏi ổng là liền, nè ông dạy tôi chứ không phải lời. Rồi ở tiếp đi. Tôi đã ăn trường chay hơn 6 năm, nhưng hàng ngày vẫn phải mua thịt cá về để nấu ăn cho gia đình. Như vậy tôi có bị vướng vào cái nghiệp nhân quả trả vai không? Thì đó giờ dính vào gia đình chơi nhân quả như nào, đi mua chờ đầu giết con cá, đem cá về đập nhảy rật rật rồi con bị rồi ra chợ mua không sao. Mấy bà chợ làm, mấy bà làm không mà thôi, đừng có lo cái đó. Bây giờ ở trong gia đình phải nhiệm vụ làm gia đình thì phải làm vậy. Nếu mình là chủ gia đình mình không làm, còn tụi bay muốn ăn thì tụi bay làm. Tao bây giờ tao tu tao không ăn, tao không chai tao không đặt con cá nữa thì được. Còn nếu mình làm dâu con trong gia đình không có từ chối được, ông già chồng mẹ ruột biểu là phải làm nha, không sao. Cái đó là theo cái thế giới này không sao. Chuyện này xin nghĩa đấy. Tôi nghe băng đĩa, nếu ăn mặn mà vướng vào miếng thịt có hồn thì miếng thịt có không có hồn thì không sao, nếu vướng vào miếng thịt có hồn thì phải chịu trả vai trả. Như vậy làm sao biết được miếng thịt đó có hồn hay không có hồn? Miếng thịt mà nó có hồn á, linh nhớ rằng trong miếng thịt tự nhiên nó có hồn ẩn ra, thì cái dùng đó nó đâm nó bật. Thế giới giờ bị gì nó làm mà nó vô nó thành ra đen là do cái điện từ, chứ không phải nó có hình dáng đó. Mà cái người âm là cái người mà cái cõi ở thấp á thì nó là âm, nó vô chỗ nào chỗ đó tự nhiên đỏ, mà kêu nó có cái đốm đen là nó đó. À, mới bằng cái trách gì muốn trách gì thì dĩ có nước mà đem cái kinh tụng ra ăn. Tụng dương tự động mất á, tưởng đúng 5 phút đồng sau miếng thịt tự nhiên nó rõ lại. Ai thử đi, nếu ai mua đúng cái miếng thịt đó
đem kinh ra đọc, 5 phút sau biết thật đó tự nhiên đỏ lại. Mà chú ý mới hiểu rồi, chứ không hay. Còn không biết mua về là cái làm đại không hiểu. Nhưng mà nếu có cái trường hợp đó mình phải thử thì mình sẽ hiểu. Thành ra Phật Phật, tất cả cái miếng thịt nào tự nhiên nó đỏ tươi mà có cái chỗ đen thì mình để ý thế đó. Nè, mà nó có cái trường loại nha, là con vật nó bị đánh đen cũng không chừng. Nó đánh đen nó khác, mà con thịt tế á, mà tự nhiên nó đó, cái đánh đen thì nó bầm nguyên một vùng. Còn này nó có ít á, nó có lỗ nhỏ thì nó đúng là có âm hồn nó vô. Rồi hỏi tiếp. Người ăn trường chay nếu ăn phải loại nước chế biến từ thịt cá hoặc con cấy như ở ngoài Bắc thì như vậy cái người ăn trường chay này có bị mất vai trả vai không ạ? À? Không, cái này không có trải gì trời. Nhưng mà nó có cái phản ứng như này nè. Ví dụ mình ăn chay thường xuyên á, mà cái bữa đó mình ăn nhầm một miếng thịt, tự nhiên nó bị gì cái chất đạm mà bổ dưỡng về cái thực vật nó khác, chất đạm bổ dưỡng về động vật nó khác. À, nó có hơn nó phản ứng điều này, cái đó không sao. Rồi hỏi tiếp. Một người đang tu tứ phủ, nay tôi muốn giúp họ tu thanh tịnh thiền có được không ạ? À? Hoặc là một người đang tu tứ phủ chuyển sang tu tịnh độ được hơn một năm rồi, nếu muốn giúp có được không ạ? À? Tu cái gì? Tứ phủ con không biết người gì. Tứ ngục. Tứ phủ. Tứ phủ là bốn cái phủ hả? Cái đạo cái này tôi mới nghe. Tứ phủ là cái gì? Phủ là âm phủ hay là phủ gì? À là phủ là không hiểu. Hay là phủ bộ. Tứ là bốn, phủ là phủ cái gì? Để nó phải cho rõ. Có một tứ ân thì có, chứ còn là học tứ phủ là nghe lạ quá. Người tu tứ phủ là người tu theo hầu bóng á, tức là thì tu đậu thánh, cái nó nói là tự đậu thánh. Tất cả người đó là lộ tiền khỏi âm, đậu thánh là cái gì? Tu hồn. Muốn tu bây giờ tu này phá mình thôi, nhưng mình nhớ rằng mình mà ở trong cái mình ưa hộ đồng hoài đó thì mấy ông nhập vô, mấy bả nhập vô, mình vô cái này mình coi chừng thì nếu mình mạnh đó nó xuất ra mình nhẹ nhẹ thôi, còn nếu quán nó dẫn mình đi nó dẫn mấy ngày. Giờ có phải sao, có nghĩa là bỏ cái đúng là tu đó gọi là tu cõi âm, giờ lên cái cõi dương thì đương nhiên nó phá không sao. Nhưng mà mình nên nhớ một điều, nếu mà nó theo cái này mà cứ theo cái kia hoài tự nhiên cái nó bỏ này, nó suối nó bỏ liền à. À, nó suối nó bỏ. Vì thế tại sao nhiều người tu truyền tông thời gian họ bỏ, họ đi theo. Bây giờ này có nhiều người ở núi Vinh á, họ đó cũng nghe đem phái nhậu vô, bây giờ truyền thiền rồi giờ ra ngoài ngồi rồi đem giấy đem trả luôn á. Đem sách vở rồi giấy trả được. Tôi nó khỏi trả đem đốt quá đi được trả trả. Không? Có nghĩa là mình phải hiểu thế giới này, tất cả cái gì mà mình tu có chứng đắc gọi là âm hết. Trong mấy đồng, chưa bằng hộ đồng, tại là cái gì đó là mấy cái, hồi xưa người ta gọi là mấy ông múa bùng vàng hay gì đó. Đó nó có nằm trong cái dạng này. Thế là không sao, mình cứ theo cái này thì sẽ bỏ luôn thằng kia, còn không mấy người trả lời kia đâu có ai rạy mình đâu. Rồi hỏi tiếp. Bây giờ á, ý của bà này nói là những người tu tứ phủ đó họ muốn chuyển sang thiền tông nhưng mà họ sợ, họ ra rồi thì sợ thì thôi. đi bộ quen rồi, giờ biết xe hơi nó thâu cái chài lẹ mà không dám thì thôi, thì cứ đi bộ tiếp, thấy không? Đi ô tô quen là biểu lên máy bay nó không dám, không nó bài cao quá sợ nó rớt thì thôi đi ô tô tiếp, đâu có sao, đừng có lo cái chuyện đó. Rồi hỏi câu khác. Khi tôi mới tu thiền tông, tôi có đi cùng với thầy tu tịnh độ sang Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Thế Tôn.
tức là cái di tích của Đức Thế Tôn đó, thì thầy tu Tịnh Độ có bảo rằng mỗi người nên cắt một miếng tóc để lại, để mà sau này có thể là dễ cho việc giảng sanh. Và tôi đã để lại như vậy thì như vậy là có ảnh hưởng gì không, và các vị thần có bôi đen không ạ? Cái đó là ông Quyền Diệu vậy. Ông Quyền Diệu ở Ấn Độ vậy. Ông nội đó, ông Xuân Diệu mới tính Chúa. Mà đây thì bắt người ta đi vô, ông ở bên đây, ông Việt Nam này là 10 người đi. Thì cái ông tổ chức này là 10 người thì được công ty nó cho một phần, một người cho đi không. Tức là ông được 2 phần. Qua ông Quyền Diệu á, ông gì, ông bắt ta đi mỗi người nó lại để con có phước, ông Phật ông chứng cho. Tao thì đâu nó dơ chết mẹ mà cũng bắt người ta lại. Rồi sao? Bây giờ đó ta nói rồi, nếu qua bển càng qua Bồ Đề Đạo càng lúc thì càng mê tín càng nhiều. Tôi nói thiệt này, ông Phật đã ông thiền đi rồi, cái thiền không đi rồi. Ở đây là chuyên ngồi dụng công tu thôi, tu vật lý thôi. Mà bây giờ cái thiền tông đâu còn có bển nữa, cái giải thoát đâu còn bển mà lại chi vậy? Mỗi bước đi một lại còn giống như tiến lên sang thằng Lê Quê cho cái người tàu. Mà cái đất dơ thấy mẹ mà cũng bắt lúc lại cái đầu có đụng đất nữa. Rồi sao? Mình trí tuệ đâu có làm chuyện đó. Có nghĩa đi qua đó được, qua thăm cái Bồ Đề Đạo Tràng được, với được kìa. Nhớ lại cái di tích ngày xưa, ông Phật cũng ở đây. Nhưng mà xin lỗi á, chừng 3 năm cũng chặt lách cái điểm như thế, mà này mấy ngàn năm, ông giờ biết bao nhiêu. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Hồi giáo sao nổi lên, đạo thánh bắt đầu nổi lên, xóa tan hết cái chuyện của ông. Cái ông nói sự thật này đi, rồi giờ biết chỗ nào cây Bồ Đề nó có phải không? Hay là ông nhổ cây Bồ Đề đâu cũng đem lại trồng đó. Bởi vậy có người ta không hiểu mục đích mình đi theo cái này qua bển thì mình nên nhớ là cái di tích thôi, chứ không phải đi qua bển tiền cái gì, tiền kỷ niệm ngày xưa có phải vậy. Mình nghe nói chứ, chứ bây giờ người ta nói là kêu bằng Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp vào đó thì chư Phật đến dự, gọi là Linh Sơn Hội Thượng Phật thì chư Phật đến dự. Mà bây giờ mình biết hồi đó chết chỗ nào. Giờ qua đó chơi, ông Phật ở đó thì chư Phật thuyết pháp khai kinh, mà khai cái kinh giải thoát này nè thì chư Phật mới đến. Còn ba cái ngụ thiền Phật không có đến đâu, chư Phật không có tới đâu, không có chưa, không có ứng thân tới đâu. Mình làm cái gì thì phải có trí tuệ. Còn nên nhớ rằng tất cả những gì đã mình tu thiền tông đàn thì dạch trần ngược lại hết những cái pháp môn kia, nói bằng rõ ràng, không có sai một cái gì, mà nói bằng khoa học. Vì thế mà đạo Phật thiền tông dám cho người ta hỏi tự do, không sợ bất cứ gì, từ hữu hình đến vô hình. Chứ còn có cái này, các ông nào giờ qua bển thì hỏi ông Quyền Diệu dám cho hỏi không? Thì là ông làm ông nhầu sọ cho mê tín. Ông qua đó người Việt Nam qua bển làm cò, đến chứ đem lên làm cò. Xin lỗi ông đầu qua bển chia, ông thâu được 1.000 đô thì cũng chia cho cái ông mà dẫn đi luôn á. Cứ như cái ông dẫn đi này ăn 2 đầu, một đầu Quyền Diệu với đầu bên đây đó. Mình có hiểu, mình đừng có mê tín bất cứ gì đó. Đây là tôi nói thật, bây giờ nói khi thiền tông ra đời tôi nói hoàn toàn tôi không từ nàng bất cứ câu hỏi nào. Rồi hỏi tiếp đi. Trong các quyển sách về thiền tông á, ở quyển số 5 á có giải thích về máy chiếu bóng. Ở đoạn cuối thì có nói bên trong là sức hút của luân hồi, bên ngoài là bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Nhưng ở quyển số 6 thì nói ngược lại, ở trong là bể tánh thanh tịnh Phật tánh, bên ngoài là sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương. Vì sao có sự đảo ngược này, xin thầy giải thích. Bây giờ cái ban đầu ông Phật còn nói dạ, nó còn nói chặt lát với tôi. Có nghĩa là cái thuật dẫn người ta đi vào, tìm cách mà dẫn người ta đi vào, sau cùng chính tới bữa nay còn chưa nói thật thì làm sao mấy cái quỷ trước nói đúng được. Tùy theo trường hợp người ta nói. Giống như bây giờ này, tất cả ngồi ở đây hỏi một vấn đề gì
Tôi nhìn thấy người đó trình độ nào tôi nói khác, trình người khác trình độ khác tôi nói khác. Nghe không? Mà nói dầu có khác có đúng cũng hoàn toàn không đúng sự thật. Sự thật nó còn nằm trong cái giáo lý. Ráng đi, muốn chữ lại bởi vì tôi nói khi giáo lý ra rồi khỏi hỏi, trời sẽ muốn cái gì biết hết từ A đến Z. Tại vì mình viết bây giờ tôi nói thật, cái quyển số 1 xuất bản ra gạt bao nhiêu, viết theo mấy ổng, số 2, số 3, 4, 5, tới quyển số 6 luôn cũng gạt hết. Ổng biểu gì biểu, chứ giờ mình dám cãi không? Tại mình muốn xuất bản cái này mà bây giờ nếu mà nói đúng không thì ổng làm sao đấy. Tại ổng muốn viết gì, có nghĩa là những quyển sách trước tôi viết ra hoàn toàn của người khác viết mất, tôi viết một phần thôi. Bây giờ hỏi chứ giờ nhà xuất bản bảo nó vậy đó thì làm ở đâu ra được, thì biên tập viên muốn làm viết gì vậy? Tôi chỉ lấy cái được cái tựa thôi, chứ còn cái ruột thì nó trật trúng không thành vấn đề. Dần dần khi mà cái quyền ký, vì thế mà khi cái quyền ký ra tôi nhà xuất bản hỏi chứ tại sao mà còn 40% không viết, tôi nói để việc nữa đi, chừng nào xong rồi tôi tái bản tôi viết thêm. Bây giờ tái bản được không? Chẳng đứng. Mà mai á, mai là dấu 40% mới được thôi, còn nếu mà chiêm mấy phần trăm nữa hoàn toàn cấm luôn. Mình phải hiểu cái thuật giống như là nuôi con còn nhỏ đó, kiểu nó uống thuốc, nó không chịu uống, đưa cục kẹo, bỏ cục kẹo vô rồi nhúng thuốc, nó uống rồi, nó ăn thuốc. Phải hiểu cái thuật của nó vậy. Chứ bây giờ mới ban đầu mà viết cái kiểu này là thua. Bây giờ quay bởi vì tại sao? Trong công bố quyền ký 6 tháng tôi ra tôi chuẩn lại, chuẩn quá đạo Phật Thiền Tông lại. Ở giáo hội tỉnh hỏi chứ sao mà tại sao dám chuẩn quá đạo Phật, tôi nói chuẩn quá Thiền Tông, chứ tôi đâu có dám chuẩn quá đạo, tôi đâu cúng gì đâu mà chuẩn quá. Mấy ông cúng tụng gì từ mấy ông sao tôi biết. Cái gì nó phải ra cái đấy. Còn bây giờ cái này thì cái chuyện bình thường, giống như mới đi học á. Bây giờ con học lớp 12 viết tự do như hồi xưa mới vô lớp 1 á, viết thì bình thường nữa không phải cầm cái tay nó chỉ mà nó không chịu. Cái này thắc mắc thì cũng đúng thôi, nhưng mà nên nhớ dần dần nó chỉ đi nói bằng sự thật. Đức Phật ngày xưa còn phải dùng cái thuật này. Ông Phật mà không ra gốc cô Bồ Đề ngồi hoàn toàn không ai tu thôi ông nè. Nó ta là Phật, ông nói xạo, làm gì ông Phật, ông có làm, ông có tu đồ thành Phật. Thấy không? Thì ông phải ra gốc Bồ Đề, ông ngồi, ông làm đủ trò hết rồi, thì sao ông có tuyên bố thành Phật. Rồi sau cùng á nè, ông nói thôi cái này ông không có về Phật giới được, hỏi sao, bỏ hết đi, muốn về Phật giới đi theo ta, bỏ hết, chửi liền. Ông dạy tôi đã rồi, giờ ông bị bỏ. Thấy không? Đó mình thấy thế gian nó là vậy, thế gian tâm người mười ý nó là vậy. Vì thế mà Đức Phật phải dạy cái thuật, còn chùa Thiền Tông Thân Diệu cắt ra để cái đảng này rồi. Bao nhiêu người đợi hỏi tôi, nó tôi trong sách nói sao tôi làm vậy chứ tôi biết cái gì, dám nói như bây giờ không? Xin lỗi, nói là bây giờ cục gạch không xây được, chứ đừng có nói mà phổ biến cái thiền, ngồi đây phổ biến Thiền Tông này. Giờ hỏi tiếp đi. Ở trong quyển số 5 á, có bài dạy trước khi dùng cơm thì niệm thầm bài kính nguyện. Có một bạn đồng tu nói là chỉ cần kính nguyện trong một đời là đủ rồi. Nhưng mà tôi thì ngày nào tôi cũng niệm hết. Như vậy có đúng với lời Phật dạy không? Cái câu này kính nguyện là lần đầu tiên, chứ không phải là ngày nào cũng nguyện. Giống như là mình vô nhà nói thì mình chào chủ nhà, chứ giờ mới quay qua cũng chào, quay qua cũng chào, quay tắt chào, chào một lần thôi. Kính một đời thì Đức Phật đã nhận rồi thì cố gắng đi tới, chứ ngày nào cũng chào có nhiều lúc thành ra bệnh nó riết nó quay anh quen theo kiểu mà tụng kinh đó. Đọc sách hiểu thôi, đọc hoài đọc nó tuy đọc thỉnh hai được, nhưng mà đọc thì nó phải rõ thêm. Còn cái này kính nguyện lần thôi, còn nếu mà thấy không chắc ăn kính lần thứ hai thứ ba thôi, chứ làm gì ngày nào cũng kính. Rồi riết nó là hình tướng, rồi cái
Rồi cái chỉnh cái này mà rủi mà cái ông thánh ông đi vô đó, đây nữa nó chỉnh nguyện và mình hiện cho nó thấy, mình chứng cho nó rồi câu đó ngày mai chỉnh nguyện tiếp coi chừng nó coi chừng ổng. Thế gian này phải hiểu thế giới vật lý này. Rồi hỏi tiếp đi. Các vị thầy bên tịnh độ giảng, nếu khi mình nghe pháp mà mình nằm nghe thì khi chết thì sẽ hóa thành rắn. Như vậy bên thiền tông có khi nghe pháp có nằm được không? Bây giờ thiền tông mà ta nói nè, mấy ông vật lý đụng mù chơi thôi. Chứ từ khi nào tôi làm gì tôi làm tôi không biết, nhưng mà tôi có công đức rồi, không ông nào dám thực thi nhân quả tôi. Tôi làm gì thành rắn. Bởi vì thế giới vật lý không hiểu rồi thù. Tức là trong cái diễn đàn đạo Phật thì đừng có dùng cái cách thù, đừng có dạy thù người ta, tôi có nói rõ. Không có thù quái, biết rồi, không sợ cái gì. Thế giới vật lý cái gì, chờ cái đấy, thực hiện cái đấy. Rồi tôi nói là bắt chước ông Trần Nhân Tông đi. Ông tu mà dám cả, nếu mà tu cầu đầu có khi nào dám cầm cái kiếm giết người ta không? Không tu thiền tông tôi giết sỏi máy luôn, chiếm nớt trước tôi giết chết hết. Nó có nghĩa là mình phải bảo vệ cái thân mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ tổ quốc mình, hy sinh tất cả. Đừng quay, còn các cái đạo khác hoàn toàn không dám làm cái này. Đạo khác thì ngoài ba nó vô cái gõ cốc cốc cầu cầu xin Ngọc Hoàng giúp ơi, ổng là tao còn sợ đạn rồi chết chứ chứ ở nữa mà cầu. Thấy không? Thế giới vật lý này mạnh được yếu thua chứ không có thầy, không có công bằng gì cả. Nếu mà đừng có nói, đừng có năn nỉ ai rồi đó kêu mạnh được yếu thua. Mình thấy thế giới này là nó là vậy, còn chuyện giải thoát nó khác. Giải thoát có công đức nhiều, không ai dám thực thi nhân quả mình. Mà hiểu hai cái giới nó riêng. Rồi hỏi thể tiếp. Câu hỏi của Phật tử Nguyễn Văn Vụ hỏi một câu à. Nhà tôi trước kia thờ Phật A Di Đà và Tam Thế Phật. Bây giờ tu theo thiền tông rồi thì có cần phải bỏ cái bàn thờ cũ hay không ạ? Bây giờ cái bàn thờ cũ không bỏ mà cũng để y vậy đó. Ông Di Đà nói lên cầm cái tay mặc áo lại. Thấy không? Tam Thế Phật là gì? Sửa tay sửa chân là hết. Thành ông dân tu phổ hiền. Ủa? Ổng là đất chứ cái gì đâu. Còn nếu ông ấy mình bán đi được mua cái khác. Ông A Di Đà cũng là Phật Thích Ca có một Phật. Mà chỉ có gì đổi cái tay lại với mặc cái áo là đâu có gì đâu. Nó rẻ tiền. Rồi hỏi tiếp. Có một vị dấu tên hỏi chúng sanh ở địa ngục có sắc thân không? Không có, nó đen như cục than rồi nó sắc thân bằng cái âm đó, nó đen. Đen với đen cũng biết cái sắc thân nào đâu, mà chỉ cái loài đó nó mới thấy thôi. Còn mình là sao thấy? Giống như ban đêm đen thùi, cái âm mặt nguyên đen thùi rồi có thấy ông nào đâu. Thấy không? Nhưng mà trong cái thế giới đó người ta biết. Âm cái nghĩa là cái địa ngục là nó xối tâm, mà cái ông nó đen thùi, hai ông bằng nhau mà không biết có nhưng mà làm sao mình phân biệt. Mình không hỏi cái chuyện mà ở trên thế gian là chúng mà xem cuốn chiếu địa ngục hỏi. Rồi hỏi tiếp đi. Tôi đã được truyền bí mật thiền tông, nhưng ở trong gia đình thì không ai biết và cũng không ai tu theo. Nếu cha hoặc mẹ của tôi chết mà họ mời thầy tụng kinh về cầu siêu và người nhà bảo tôi phải tụng theo, thì lúc đó tôi có nên tụng theo hay không? Tụng thì cũng tụng, đâu ai ai thôi vậy, nhưng mà đừng có dính. Tụng thì tụng, đừng có dính. Bây giờ mình con cháu trong gia đình biểu gì làm đấy, giờ đừng có dính thôi. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Con là một Phật gia thiền tông, có thể gieo duyên cho các người khác bằng các kinh như Thủ Lăng Nghiêm, Bát Nhã, vân vân, như vậy có đúng không và có được công đức gì không? Cái tu thiền tông này tuyệt đối không có khuyến ai tu hết rồi. Mình coi chừng. Có nghĩa là mình giúp người ta, tôi đã từng nói là ví dụ mình cứ nói vậy nè, muốn giúp người ta đó thì có nói rằng tôi thấy quyển sách này nó hay quá, cái máy này nghe mà tôi nghe hoài không hiểu, vậy là anh chị là vâng nghe tôi giải lời tu
dụ người ta. Chừng nào nó ở đâu mà hay quá đó thì bắt đầu vô với chỉ. Chứ đừng có dụ ai, đừng có khuyến ai tu rồi đó. Cái này học thế giới này gọi là thế giới vật, vật chất. Thì không ai mà bỏ cái vật chất được. Còn cái mà thiền tông này nó phi vật chất nó bỏ. Ở đây ta bảo buông chứ không phải là bỏ hẳn. Nghe đừng có dính thôi, chứ mà cái nhà mình phải có cho mình phải ở chứ, mà buông cái nhà mình ở đâu. Nếu không phải hiểu thế giới này nó là vậy. Có nghĩa là mình phải giúp người ta bằng cách thế vậy. Mình muốn mình chiều người ta. Mình nên nhớ rằng nước chảy về cái trũng chứ không phải nước chảy lên đồi. Mình đứng trên đầu nước không chảy lên đâu. Mình tập đó, mình nằm trước cái trũng á, mình đổ nước ra, mình đưa cho người ta cao. Nó khoái rồi đi. Kêu bằng tôn nó làm thầy, sư phụ rồi bắt đầu nó nhào vô, nó khe. Thì nó dính bẫy mình rồi à, mình mới giúp người ta được. Chứ đừng có nhiều người đó khoe tu này kia, tu thiền gia, Phật gia, rồi thế vậy. Mà nó thấy nó sợ nữa, thôi thấy già quá mới chạy. Rồi học tiếp đi. Làm sao biết được mình đang có công đức? Thì mình sáng mình ít nói là mình có công đức. Mình lép nhép hoài nó không có. Đủ ai mình cũng la cũng nói là mình lép nhép mình cũng có. Rồi hỏi tiếp. Xin thầy giải thích giúp ý nghĩa hai chữ hải triều. Hải là biển, triều là nước dân. Vậy hải là biển, triều là nước dân lên, chứ triều là dân. Hỏi để làm gì? Hay, tự nhiên hỏi, thiền tông hỏi ngoài biển. Câu hỏi kế tiếp là đừng có ô nhiễm vật lý. Xin thầy giải thích rõ cho con hiểu. Gì? Đừng có ô nhiễm vật lý. Ô nhiễm vật lý. Nó hỏi đặt câu hỏi là vậy. Đừng có ô nhiễm vật lý. Không phải đừng ô nhiễm mà đừng dính vật lý. Chứ ô nhiễm vật lý là làm gì ô nhiễm. Thế giới vật lý gọi là thế giới sức hút. Đừng dính vào vật lý. Chứ là ô nhiễm vật lý làm gì ô nhiễm. Cái điện là dương thì nó là dương. Cái điện âm là âm, làm sao cho nó ô nhiễm được. Cái con người cũng vậy, con người nữ là nữ, nam là nam. Chứ làm sao mình làm ô nhiễm được à. Kêu đừng dính, đặt cái câu hỏi sai. Qua câu khác đi. Gia đình con, cha mẹ không ai tu theo đạo nào cả. Con muốn mở bài kinh An Vị Phật trên bàn thờ gia tiên được không? Bị chửi. Không tu về mà đưa An Vị Phật, chửi luôn. Giờ rồi á, An Vị ở bên Bình Dương á. Cái người chị ấy, còn người em nói gì? Nó vô nó làm nó càng luôn. Ta nói nguyên tắc mình phải làm chủ với gia đình, mình phải làm được cái này. Còn không làm chủ thôi, mình lệ thuộc bất cứ ai, đừng có làm. Thà là mình an vị trong lòng mình được rồi. Nếu không có thì có cái nhà nhỏ được, cái thất nhỏ được. Mình làm gì mình làm, đừng ai xen vô thì được. Với ông bà mình tu theo cái gì hoặc không tu mà đem vô này ông bảo quậy liền. Thấy không? Mình phải hiểu tí, mình phải tế nhị chút. Mình là cái người gì trong gia đình, chủ gia đình được quyền. Còn phải nghe tao đỡ, nghe đi ra thì được. Còn giờ mình ăn nhờ ở đậu người ta, mình làm thì nó đập mình là phải rồi. Không được. Rồi hỏi tiếp. Thầy có nói những người tu theo pháp môn thiền tông đều được gửi cốt tại chùa. Nhưng nếu như sau này thầy không còn hoặc chùa không hoạt động nữa thì có còn gửi cốt được nữa hay không? Bây giờ tôi không còn, nó có cái ban quản trị. Tất cả di tích là phải để lại hết. Còn cái chùa này không hoạt động, đây là nó vẫn còn cái di tích. Tất cả người ta đến là tham quan di tích. Nếu ban quản trị mạnh thì tiếp tục hoạt động. Còn nếu ban quản trị yếu để làm di tích thì cái chuyện này nó không khi nào ra phát. Không có ai dám mà kêu ban mồ cuốc mã được. Không ai dám phá cái thiền tông này. Cái chùa này là chùa Tân Diệu này, thiền tông được. Còn bên kia gọi là bảo tàng thiền tông. Tôi lưu tất cả những cái gì mà có thiền tông để lại nha.
tất cả về đây sao? Tôi phải lược lại tất cả những người mà đã giác ngộ yếu chỉ tiền tông, bí mật tiền tông. Tôi sẽ lưu danh hết trên cái bảo tàng này. Bảo tàng này cắt ra này để lưu lại tất cả những gì mà Đạo Phật Thiền Tông công từ khi Đạo Phật Thiền Tông công bố ra. Cái chủ trước của tôi này, đây là cái di sản chung của các ban quản trị. Dù ban quản trị không có tiếp thì cũng còn người giữ cái này, giữ cái di tích này. Cái di tích này hoàn toàn không xóa được. Vậy tôi xây dựng rất kiên cố. Nha. Rồi hỏi tiếp đi. Mấy giờ? 3 giờ rồi. Chị Hồi Cúc nói là 3 rưỡi 4 giờ đi. Từ đầu mở thì nói. Okay. Tôi không mở. Ở đâu? Ở ngoài xa, ngoài Bắc. Bây giờ cứ hết đi rồi muốn tiếp đâu tôi tiếp. 6 giờ tôi về cũng được. Hỏi tiếp thì đây hỏi tiếp nha. Ra cho chú hỏi. Của Triệu Ngọc Phú ở tỉnh Đắk Nông hỏi: Quyệt Bách Hội ở đỉnh đầu có phải là Hải Triều Dương của Thân Tứ Đại không ạ? Cái gì nó là Quyệt Bách Hội ở đỉnh đầu có phải là cửa Hải Triều Dương của Thân Tứ Đại không ạ? Cái này của mấy ông đồng y thôi, đừng có xen vô. Dương đâu ở trên đó. Cái này là cái thế giới vật chất, vật lý con người, vật lý cao là thượng thì sẽ thấp là hạ. Còn nó thoát ra ở trong cái kinh Phật có nói là đảnh kia mà đó là đảnh sanh thánh, cái sự thật cái sửa là đảnh giải thoát, mắt sanh thiên, tim làm người, ngực làm thần, súc sanh đầu gối, ngạ quỷ bằng chân. Đó cái lực của nó vậy, chỉnh lại nó sai một chút. Hồi xưa gọi là đảnh sanh thánh, đó là vật lý, chứ còn sự thật thiền tông là đảnh giải thoát, mặt mắt sinh thiên. Có nghĩa là mấy người nào mà lên trên cõi trời đó thì nó hiện ra cái mặt, cái sức nóng nó đi ra cái mặt. Rồi muốn ấy thì nói nhanh để rồi bắt đầu sợ thì chạy về trước đi. Đạo Jaina ở Ấn Độ hàng năm có tổ chức nhịn ăn tới chết để giải thoát, họ làm như vậy sai ở chỗ nào ạ? Cái gì đó là Đạo Jaina ở Ấn Độ hàng năm tổ chức nhịn ăn cho tới chết để giải thoát, họ làm như vậy sai ở chỗ nào? Bây giờ cái chuyện của người ta mình xen vô làm chi? Nên nhịn ăn ta giải thoát là cái chuyện người ta. Bây giờ tu dũng công mà thanh tịnh thành A-la-hán giải thoát cái chuyện của người ta. Thiền tông đã giải chỉ rồi. Giờ mình hỏi cái này chi, hỏi như nhịn ăn giải thoát thì đúng rồi. Nhịn riết là chết rồi nó khỏi ma cái thân này nữa. Coi là giải thoát thân, giống như công A-la-hán giải thoát thân. Còn về phần giới làm gì về được, về phần nó có quy lực. Có nghĩa là bây giờ tại sao có nhiều người họ tự giận, họ rầu quá mà họ tự giận. Họ tự giận thì giải thoát, rồi thì đúng rồi, uống chết queo rồi, không còn ma cái thân nữa, nó ma cái thân khác là giải thoát. Giải thoát đúng với người ta, chứ không phải giải thoát đúng với cái nghĩa của Thiền Tông nói. Rồi hỏi tiếp. Người tu đạt được bí mật Thiền Tông khi mất ở bệnh viện hoặc mất ở nhà, chung ấm thân có khác gì nhau không? Ở nhà ở bệnh viện gì cũng thành vấn đề đó. Nghĩa là vừa xuất ra động thần nắm rồi, muốn đi đâu thì không cho ông thần. Chứ đa số thường thường mà mấy cái người mà tu Thiền Tông rồi có bệnh thôi là nằm nhà đi, kể cho nó chết luôn cho rồi đi. Cái gì cần giải thoát mà không chịu vô động bắt cái ông bác sĩ cho sống lại mấy ngày chứ cho nó mệt. Ở nhà giải thoát luôn. Phải gan, Thiền Tông phải gan vậy á. Chứ bây giờ tờ mới nhức đầu sổ mũi. Còn nếu mà đứt hơi cho đứt luôn, chứ đừng có chọt phần cổ rồi oxy thở vô, đừng có làm cái chuyện đó. Thiền Tông phải gan vậy. Rồi ở tiếp. Một người mà khi mất ở bệnh viện rồi có nhớ được đường để trở về gia đình không? Mất ở đâu mất, ta nói dù mình ở đâu là ông thần sát bên, ông thực thi nhân quả của mình, đừng có lo cái chuyện đó. Một người mẹ mang đa thai thì tánh Phật có biết được đường, biết được vào từng tế bào thai và bằng cách nào ạ?
mang ba thai hai thai gì vậy? Một người mẹ mang ba thai thì các tánh Phật đó có biết được đường để vào từng bào thai bằng cách nào? Cái đó là do cái nhân quả người ta muốn vô bao nhiêu là ông thần dẫn vào, ông dẫn vô. Cái đó là do nhân quả nha. Tất cả những gì mà con người ngu mang đều là nhân quả hết. Rồi hỏi tiếp đi. Tôi có một người em là Phật tử ở chùa Phật Lý, mà trước khi chết á, thì bị bệnh nằm một chỗ tới mấy ngày rồi mới chết. Như vậy cái người em của tôi đó có bị làm loài thực vật hay không? Chu nằm chỗ thành gì? Thành Phật hả? Thực vật. Có bị loài thành loài thực vật cái đó là tùy theo, tùy theo cái nghiệp nặng nghiệp nhẹ, chắc chắn là đi vào con đường đó, đó. Nhưng mà lâu mau là do cái thời gian đó. Tất cả những gì mà trên thế giới này, bởi vì đó là khi nào mình chết đi vào rồi nó có cái báo hiệu, à, báo hiệu thì mình nên nhớ cái này. Còn mau lâu mau là do cái nghiệp của người đó. Rồi hỏi tiếp đi. Những người được Đức Phật A Di Đà thọ ký, những người này có công đức sẵn, và khi gặp được Pháp Môn Thiền Tông thì cái cơ hội để giải thoát của người này có cao không? Bên A Di Đà cao hơn cái ông có công đức. Mà công đức, nếu người này ở đây có công đức nhiều thì cao hơn bên kia, à, phải tùy theo cái công đức của người này ít hay nhiều. Đã thọ ký trên một cái cõi A Di Đà thì nó đã lớn hơn rồi, nó đã cao hơn bên đây. Nhưng mà nếu bên đây mà công đức nhiều hơn thì cao hơn bên kia. Mà cái gọi là cái chỉ số á, chỉ số mà trở về Phật giới, người ở A Di Đà về nhiều hơn ở trên đất, nhiều có công đức. Giờ hỏi tiếp đi. Tại sao tánh Phật khi ở bảy tánh thanh tịnh thì giống nhau, nhưng khi vào trái đất để luân hồi thì có vị là như giống như có cái nhiệm vụ như là Đức Phật, hay là có nhiệm vụ như vị tổ, còn các cái tánh Phật khác thì chỉ tạo công đức để về mà về bảy tánh thanh tịnh thôi? Cái ban đầu á, cái ban đầu tánh Phật vô đây là do cái vị thần là ta đồng ý cho mình vô, thần chủ dùng á. Nhưng mà điều cái gia đình là ví dụ nó thấp từ A, B, C, cái người cái tánh Phật trước thì vô A, C sau B, C. Mà còn cái chuyện mà vợ chồng đó đẹp xong sao mình biết được? Thì cái này nói đúng ra do ban đầu đi vào thì do cái alphabet người ta sắp đụng đầu ra chịu đó. Giống như lên xe lửa hay lên máy bay, số 1, đầu số 1, ghế tốt, ghế xấu là do cái hiện tại. Còn bây giờ xe thức thứ tự mà vô thì gặp ông A thì do đình ông A, ông B thì ông ấy còn có chuyện không, ông bà trắng đen thì chuyện không, đâu có biết được. Vô thế giới này nó vậy, là chấp nhận vô thế giới nhân quả vật lý rồi thì chấp nhận hết. Giống như là mình đi xe một dọc mấy chục chiếc á, chiếc tốt chiếc xấu cũng đâu phải chiếc nào tốt giống chiếc nào, ngồi đúng xe nào thì chịu xe đấy. Rồi hỏi tiếp. Một người mà chết do tai nạn, không vào dòng tộc hay loài cô hồn được mà phải lang thang ở núi rồi, như vậy gia đình có cúng cho họ ăn không? À, cúng họ về nhưng mà không ở gia đình được. Nếu cúng họ về nhưng mà ăn rồi họ ra cái chỗ chết chứ không phải chết cái chỗ nào gì vậy thế mà ở thế gian người ta ưa lập biểu á, nó có lý trong cái không. Chết chỗ đó là phải ở đó luôn, ở đó chừng nào mà có người nào chết thì cái người đó có đi được. Vừa giống như các nhà phải có người giữ nhà, người này giữ xong người kia đi thì người này thì mới đỏ được. Thế gian nó là vậy, thế giới vật chất vật lý nó là vậy. Rồi hỏi tiếp. Nếu cúng thì cúng như thế nào, thời gian cúng kéo dài bao lâu thì dừng, và khi cúng có cần đọc kinh không? Bây giờ cứ cúng cầu chinh tụng kinh không thành thế này, không thành thế giới này nó vậy. Bây giờ ví dụ con mình mới 20 tuổi nó chết á, thì thôi giờ không lẽ cúng rồi 80 năm 60 năm thì mới cúng vài ngày thôi, thì nó tự nó lo đây. Bây giờ nếu mà nó ở đó mà nó đói quá thì nó sao, nó phải đi lang thang nó kiếm ra. Nó không nằm cô hồn nhưng mà nó ăn phụ phẩm của người ta, cô hồn ăn trước nó ăn sau.
giống như người ta là người ta nấu mùi bốc hơi ra thì cái người có cái lực đứng trước nó có đứng sau nó cũng ngửi được. Ăn cái điện từ là ăn cái mùi chứ không phải là ăn bằng vật chất như mình. Đừng có lo cái chuyện đó, cúng cũng cúng nó cũng chết này thứ hai đâu, nó cũng sống hoài, chết thành thứ đại chứ sinh điện từ âm dương không chết. Rồi hỏi tiếp. Và thờ thì nên thờ ở nhà hay là nên gửi đến để chùa? Đó, đúng là chết thì nên thờ ở nhà, còn ở chùa biết nó có vô không? Trừ trường hợp chùa mà hồi xưa đó nó đã thí dụ theo cái pháp môn nào thì là cái chùa đó, còn nó không theo thôi. Chứ là bảo, bình thường nó không thích chùa mà bây giờ đưa vô chùa làm sao cúng tiền chứ làm gì, thì thôi thờ ở nhà đi. Rồi ở tiếp. Một người tu theo thiền tông như là Phật gia, Thiền gia, nếu chết do tai nạn có bị lên ăn không, và cái cách thờ cúng thì như thế nào? Phần gia, Thiền gia và chết tai nạn là do cái công đức của mình nó có đâu, nếu có thì mình vẫn về Phật giới được. Còn cúng phải không? Thôi đừng có cúng, đã nói rồi, chết ở thế giới này không có cúng. Nếu mà làm ngạ quỷ cúng 49 ngày còn không phải ngạ quỷ thôi, chết thôi. Còn nếu mình có thương thì cũng tranh cây trái thiêng cho nó đẹp thôi chứ không ăn đâu. Thế giới này thiền tông ra đời nó chỉ rất rõ từ nhân quả luân hồi và hiện tại hữu hình và vô hình, mình phải nắm được cái quy tắc này thì nó không sai. Để gì? Để cho nó xóa cái mê tín Việt Nam người mình bớt đi. Việt Nam mình cái gì cũng cúng, đụng cái gì cũng cầu, cầu ai trái đất này, ông Phật nói là ngũ cúng tập trung, nơi đây thần người ngạo quỷ chúng sanh thì còn một cúng ai giờ, không lẽ cúng thần, còn cúng người á, mình tới nấu cơm mình ăn chứ thần ngạo quỷ cúng gì, mình phải hiểu cái thế giới này. Đạo Phật ra đời nói cho rõ rằng nhân tâm Việt Nam tốt hơn, rất quan tâm đặc biệt là con cúng đây. Để dân sọc Việt Nam mà nó dưới cái tinh thần qua về Anh Pháp và Phật có thế nào mà chỉ được cúi đầu là hành trình rồi và biết nhà trên không có gì nhưng cái đó là tự tìm hiểu và phát triển cúng dường để đốt tổ Phật Thích Ca và cúng dường những ngày lễ lớn ở chùa Phật Lý như vậy có phước đức cho cúng dường cho Phật Thích Ca nhưng mà cái chùa đó chạy về tới chỗ cúng còn cái chùa đó cúng về niệm chú cúng học còn cúng Phật Thích Ca rồi mà nghe mấy bà hầu đồng kế bên cái tiền lợi tôi là khác đức đó là tập phạt ra đây. Rồi mở tiên cuộc sống của các vị Phật ở Phật giới như thế nào? Ta để mình lo con là Linh Kim Cang, có một lần con bị mê, bị mất thân và ngủ một lúc mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy vài giây thì mới ngửi thọc được. Và từ lúc đó trở đi, mỗi lần con gặp Linh Kim Cang, cơ thể như muốn camera, cái đầu nó ấm lên và cũng camera, như vậy là hiện tượng gì? Cái đầu tiên mình đọc đó là mình thấy mất thân đó là đúng mặt. Có nghĩa là cái biển lộ được cái sắc phẩm của mình. Còn lần thứ hai, chắc là muốn hút thân lập vô một chút của mình. À, lần thứ hai muốn hút lập thân nước. Rồi, đó là cái biển lộ. Nói tới đây. Thôi. Rồi, lấy người để lại cho lấy cái đi. Màn ngăn cách trong suốt phân hay ngã đường về vô sanh và đường đi luân hồi trong kinh Phật có nói không có bờ này bờ kia
vậy phải hiểu như thế nào cho đúng để biết thường về Phật giới. Thế sau đó là cái nhà đã hai đường á để theo người làm người thì chúng ta thì đứng đầu thì cái công đức viên phúc chân tâm ca ca nhau đó thì trong đó là cái công thứ hai mà thiền thiền đã nói đó. Một là ăn uống đi theo suy nghĩ được cũng phước đó thì đi về trong sáng thì đi là cái ông này nói từ đến cái lúc mà con người ta công đức cái phúc đức nghe nhau trong thiền thiền đã nói rồi nhất quán về đó là nhất quán đi thì mình phải chọn một trong hai con đường. Trong sách của Thầy Nguyễn Nhân có chỗ phải nói rơi vào vẻ thánh thanh tịnh phẩm thanh thì phải qua cửa hạng Diệu Âm, nhưng mà chỗ khác thì lại nói phải qua cửa hạng Diệu Dương. Xin Thầy giải thích. Cái câu này là âm dương á, thì hồi trước á thì cái nói là đây là trung tâm vận hành của hạng Diệu Âm Dương, thành ra khi mà xuất bản thì ông kia ông đi đọc á, ông để sao để về ông đọc lại, khi về đọc cái đọc cái sai đó ông ra nên 10.000 quyển nó chạy bỏ luôn. Bây giờ nó chỉ nằm ra những cái này trong nó chuyển hóa này, khi con bố nghĩ là nó chuyển hóa hải chuyển âm là hút vào hải chuyển dương đẩy ra đó, bây giờ mình hiểu rõ cái tắc là vậy. Nên cái bây giờ mình đưa cái đọc chim đó là kiến nghiệm nó hiểu cho ta để cái kể thì không có đâu mà khi đã chuyển chuyển cho cái giấy chứng là không được quyền sửa là cái chỗ này nó lỗi là lỗi từ này ta sửa mà không được quyền đã cho cái chứng là nó làm không phu ra không phu chuyển là cái để muốn chứ không có được sai được chữ đã muốn ra tiền mà cái khả năng của ta đi là chi này là không có hiểu cái này thì không thì giờ mình chịu khó nó ra cái quyền này rất mừng rồi để được chuẩn bị đi qua biết sao để cho đúng chung tiền 10 năm 10 cái sách rồi đó chứ. Trong sách có chỗ chứ niệm Phật A Di Đà đến chỗ vô niệm thì được rơi vào cái thánh thanh tịnh Phật tánh, nhưng ba điều kiện không thể thiếu mới trở về Phật giới được. Thứ một là ăn uống hạnh thiện trở về Phật giới, hai là tạo nhiều công đức, ba là biết công đức thì có. Xin Thầy giải thích trước mặt. Bây giờ phải chấp niệm Phật á, mà niệm đến vô niệm thì là cái gì? Nó sẽ trải ra một cái gì là mình nhận được cái thanh tịnh, mà cái danh để nó tìm niệm vô niệm là hành thấm mình nó dừng lại thì nó đã rơi vào trạng thái thanh tịnh. Mà trong sạch đã biết là rơi vào quả thánh thanh tịnh cũng đúng, nhưng mà nó còn nằm ở trong cái giới thiệu này. Vì thế là vì sao mà trở về một giáo lý đại kinh doanh đó nó khỏi bắt đầu là đây cũng là quý vị con những cái do thanh niên thật nhiên nè, rồi khi nào mình cái ta thấy mình nó không thanh tịnh tại vì tại sao là hát ông bà nội dung không mà thanh tịnh nó tới giờ mà cái này họ tưởng là bà đúng thì họ ăn đúng ở đây thì nó đó là vì thế mà chúng ta nói là đây là cái thanh tịnh của niết bàn quá thần tạm thần luôn niết bàn quá thần còn nằm trong cái giới niệm lý này cái đất này còn quá thần cái thanh tịnh mà họ sẽ ở đó là cái là gì nghĩa đó nằm ở trên cuộc giới nhé. Thành ra khi mà nó bắt hỏi thì ta trả lời nó nghe cho rõ thì nó mới đúng ha. Thì nó bây giờ bắt đầu mới chỉnh sửa khi mà công bố quyền chính chữ khóa là thì tôi kiểm quyền rất nhiều thì cái này chúng ta có cái nhà không chữ khóa có cái này được rồi rồi mà trên đi Bồ Tát tu mới đạt được quả gì hạnh giác, chưa đạt được quả gì diệu giác. Như vậy quả gì diệu giác phải tu làm sao? Bây giờ tất cả những điều Bồ Tát cũng tu thành Phật là nó phải qua cái chính này. Chính là tâm nó trong cái chính trị lý này. Mà muốn vượt qua trở về Phật giáo là tu cái diệu giác thì thoát ra ngoài quy luật chân lý này. Ở trên kia không có được mà phải trả xuống là người tu cái diệu giác tên diệu giác thì nào trong số quyền khí ra với tu diệu giác. Diệu giác chính là công đức, phải tu được cái công đức này muốn trở về Phật giới được cái diệu giác nào trong này. Vì thế là phải hiểu là ta đã tham được
thảm thế nhá, cái mặt đất bị lún nhát to rồi, cái thảm thế không tu được, vì sao đây nó bị đứng lại? Muốn thảm thế nó đỡ vậy, nó tu theo tiền đâu, tạo công đức. Công đức là tuy học cái nhưng mà có cái đặc biệt đẩy mình ra ngoài trở về nhân dân, nhân dân gọi là diệu nhất, một diệu diệu nhất là cái phần thứ mười của một diệu Bồ Tát, mà chúng ta đây gọi là tu tiền tâm chân giảng sở hạ tinh. Xin cho biết dựa vào đâu để đánh giá tần số âm dương của tam giới? Bây giờ trong các khu giáo lý nói vậy thì nó phân chia ra mọi người vậy, là nó không chia ra mình chắc cuối ra đó là như vậy. Bây giờ hai người ra thay, nếu mà âm dương 50-50 thì người đó là tác tạng không được lực. Thành ra nó phải chơi lực một cách. Chơi lực âm thì nữ mà chơi lực chưa nữa là như vậy. Thành ra cái nghiệp lý nó là vậy. Thành ra người ta cũng thấy nghiệp lý của con định. Cao xuống giờ là này trong vị khí của mình định là người cái tầng lầm. Rồi là đi. Tại sao Đức Phật và một số vị tổ lại biết trước được thời gian nhập niết bàn? Có phải là các vị nó dựa vào cơ sở vòng quay của nó đó không ạ? À, một Phật là đã còn đang còn giác ta biết đó là đúng chứ không là thật. Hỏi gì này, còn tổ vậy, sau đó người ta nắm được ta cùng tiền không thì ta biết là người nhiệm vụ là cái ngày đó đâu. Giống như mình đi làm cơ quan nhà nước đó, việc phát thì làm tháng thì đúng tháng về. Đó, mình phải hiểu cái gì đó để là tại sao ở trời Thượng Đế lại nằm ngoài quy luật nhân quả luân hồi? Xin giải thích. Thầy nói thì nó đúng theo đạo đạo lý của bây giờ đã nói cái câu này, tất cả các thế giới này đều là nhân quả luân hồi mà chứ không có đâu sống được đời, mà chỉ có phải chờ Thượng Đế sống đời là thôi. Là sao tình hiểu tự nguyên. Thế này là tôi đi xuống đó thì tôi nói không bằng nó khác, tương đương nó khác, nhưng mà tôi theo tôi xuống rồi thôi. Thế giới này là có, tôi nói là chứ giống như là trong cái tổ trò mà tôi quay nhưng không ai ở trong một trò mà ở một người mà có phòng nó có sở đẹp ở trong đó mà nó sẽ không cho mà nó luôn 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 luôn. Thế là tôi nói cho cái chuyện sơ mùa chứ nhận được. Họ nói đúng. Đó, vậy là ai cũng hiểu thế nào thì hiểu một cái nghệ của mình. Thế tôi cũng cảm thấy sự lợi. Ở đây có thầy là hư không là Phật tâm, tu phải như là Phật. Xin thầy giải thích có phải vậy không? Cái gì là hư không là Phật tâm, hư không là Phật tâm, hư không là Phật tâm. Cái này là cổ giáo ấy đó. Mà bị đường tâm là hoặc mà bị đường tâm là tôi rất là với hai cuốn sách thiên ca đại những nhà tiền những nhà định vư câu dụng và chân tác tập dụng như con đại định không còn đại định tôi đã giải xong cuốn số một rồi. Đây là bộ cao là mà bị đường tâm ở cuốn sách ở trên cái chùa chùa thế cái nhiều lần đi tâm địa hạ như thế nhiều người bất tỉnh là bị số một rồi. Trong kinh Đa Già có nói Thế Tôn thường dạy nếu đầy đủ sáu pháp ba la mật thì sẽ thành thế giới. Xin thầy giải thích chung ạ. Ông nói là ba la mật là cái ba la mật phải danh từ nó như vậy là đi qua mấy cái từ với đây mình sanh tử qua cái tầng giáo. Nhưng mà ông nên nhớ là nó không có nói giải thoát nha, tự nhiên là kinh Lan Già cũng dạy giải thoát. Vì không tích Phật, kinh Lan Già hoàn toàn không dạy giải thoát. Thành ra đây chỉ nói còn ở trong nhân quả của thiên tri. Thật là đi. Xin giải thích hai câu kệ. Thầy dạy các con chỉ dừng bắt buộc phải thấy còn trong niết bàn. Thì đúng rồi. Pháp một cái dừng là đừng có thể được thấy từng này đến Phật này. Nên cũng là thầy thấy thật sự. Niết bàn là ý định định pháp một thấy trong thân này. Dừng, dừng là thấy thật định là gì? Thì trước khi các Phật hiểu rồi, nhưng mà hiểu là đặt tay trong kẻ đâu, biết có Phật,
bây giờ tiền đó là chỉ chất phẩm nó vậy, biết có chất phẩm nhưng mà muốn trả tiền rồi chứ không có được sao, nhưng tại sao lại biết chất phẩm còn hoài. Nếu như mình á, đừng đi xa đi Mỹ rồi và đi Tây đi nào rồi, tôi có đi xa đi qua đây, được không? Ai chở mình đi, nhưng mà các bạn thì mới chở mình đi. Có nghĩa là có đi xa rồi, mà không có đủ phương tiện đó, không có. Rồi có tiền, rồi phải chở mình rồi. Rồi đó tới đi. Có một vị con có lời hỏi, kiếm tấm là thấy tấm. Thấy thắng gì ở đây? Vì Phật thì có thắng Phật, trời thì có thắng trời, người thì có thắng người. Kiến thắng Phật nói cho đúng là thấy và thắng Phật. Kiến thắng là thấy thắng Phật. Mình tưởng đâu là mình thấy thắng Phật. Cái thắng Phật đó là mình nhận được cái thanh tịnh, thấy cái thanh tịnh của mình, mình nghe thấy chứ. Nhưng mà đúng của nó là kiến Phật, thắng Phật, thanh tịnh của chính mình. Người đúng đâu đó. Bây giờ là nó ngộ, nó cái ngộ, người chắc chắn là một phần người không biết gì. Thì bây giờ, vô đã là tấm thần nó ngộ, ngộ muốn thấy là thấy, thấy nghe nó biết mà thấy trong thân tình. Thì ta phải kiếm tấm thần, thấy tấm thần, thấy tấm thần. Rồi, phải tiếp tục. Phước như thế nào gọi là phước đức vui? Phước như thế nào gọi là phước đức thâm? Phước đức dương có nghĩa là cái phước đó, nó không phải cái đất này, nó lên lên các mặt trời là phước đức dương. Còn phước đức thâm mà cái đất này nó không có cái đâu có phước thì giờ ta chứng minh là nếu anh ở đây người ta hỏi cho cái chị đó là chị giàu quá phải có phước đất tư một mặt trăm mươi cái trăm thôi. Ở đây này biểu tượng cho người giàu có là phước đức thâm. Đó là tham sân như vậy. Còn cái người mà giảm sâu đó thì là phước đức dương. Phước đức dương trên trời và học hưởng phước đức. Còn phước đức âm là hưởng ta tại cái này, hưởng một nhân cách cho cái này. Rồi đó đi. Theo như thì cứ 10.000 năm thì có một vị Phật ra đời. Vậy hỏi cái loài khủng long mà xuất hiện ở giai đoạn nào trong 10.000 năm? Bây giờ đó, thì bây giờ cái đất này á thì bây giờ nói là mấy triệu năm cái chuyện lên đất này bây giờ mình tính là bây giờ 7-8 tỷ năm rồi thì nó có siêu nhiên không luôn là 10 năm rồi và hãy thấy tất cả là thì giờ phải cùng tâm là đủ rộng lần tiên của cái đất hàng năm khi mà bây giờ cần cái chương trình mà nó không đến rồi chưa có thể mà bây giờ thấy những cái con cụ đó nó nằm ở trong cái tiền sử nằm khi cái đất nó hoạt động mà cái đất cái một nơi nó phải là cái dương có đem toàn bộ những cái sinh vật như thiên hoa chưa có đem được rồi thôi thì đó cũng đâu đang nằm trong đó là gì thế đó họ nó là cụ đó nó sẽ ở đây mấy triệu năm đó là vậy mới tính ra một lần. Nhưng mà ông nói, xin lỗi, khoa học chỉ có ước định và chứ không nói một số thực tế mà nhà nói thực tế ai chứng nhận rằng con người đó là bao nhiêu lần đây là ước định và cái lỗi các điều tra đó còn đúng người nhà nó mấy ngàn năm thôi khoa học nói được cái tin gì thôi rồi đó đi. Điện âm cầm giữ thế gian, điện dương ngu quản thế gian đồ đồ, xin thầy giải thích. Điện âm nó bất lợi cái đất này mà còn điện dương, nó buông ra để mấy cái đất kia nó đựng đụng nhau. Chứ không có cái thằng dương, hai đất kia đụng nhau. Còn nếu mà không có điện âm thì cái đất sẽ lẻ. Rồi, ở đây. Có người trước kia tu theo pháp môn cũ, nay nhận được thẻ nhớ và xem sách thì bỏ các pháp môn cũ mà tu. Nhưng đột ngột người này chết đi, thì xin hỏi phải làm kiến thức như thế nào ạ? Bây giờ đột ngột người chết thì cái nhân quả làm đâu cũng muốn làm ra. Lại là phần tự thi, cho nhà biết là ông tu cũng đã tạo được nhiều. Khi đã tạo phước đức, rồi người ta chạm phước đức mà không được tạo kia. Thì ta tập tiên cái quả bằng cái phước đức của cái lần bị tận nhiều của nó. Còn cái công đức ít quá thành bao nhiêu để đi để sống trong cái đất này. Rồi, hỏi đi.
Thank you.